Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. chương 1181, Tống Thư Hàng tiểu hào tiểu thải. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói cái này đều có thể. Thông nương tựa hồ là dựa vào cuồng bạo thuật tức giận, cưỡng ép đem thiên khốc bảo điển nước mắt điểm đè ở. Thông nương đắc ý, nhất định, ta từ nghĩ đến cái này biện pháp phía sau lần nào cũng đúng, mỗi lần đều có thể thành công. Ta thiên khốc bảo điển đã trò giỏi hơn thầy, thăng cấp làm trời khóc ta không khóc bảo điển ha 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 dù sao ta là thiên tài a a a a a sau một khắc thông nương xa vào đến triệt để cuồng bạo bên trong vui quá hóa buồn không ngoài như vậy thông nương ngay ngắn hành mầm biến xích hồng trong hai mắt cũng mất thần thái đã mất đi lý trí a a a nàng phát ra như dã thú kiểu tiếng giống mặc dù nàng đang điên cuồng gầm rú nhưng thanh âm nũng nịu liền biến thành kiểu giống tiếp đó, thông nương điên cuồng xông về tống thư hàng. Rõ ràng tiểu thải cùng thụ yêu khinh vũ đều cách nàng khá gần, nhưng nàng chính là quyết định tống thư hàng, điên cuồng lao đến. Thư hàng bài bao cát, ngài đáng giá có được. Tống thư hàng. a à, 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 thông nương kiều gào thét, rũi ra nắm tay nhỏ, dùng sức đập tống thư hàng bắp chân. Đương 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 đương, liên tiếp rèn sát thanh âm. Thông nương nắm tay nhỏ thượng còn ngưng tụ thâm hậu nhị phẩm chân khí, So với lần trước đến, có thể nói là đạo cao một thước Đáng tiếc Tống Thư Hàng thể chất mạnh hơn So với lần trước đến, mà cao đâu chỉ một trường Thông Nương nắm đấm đối với hiện tại Tống Thư Hàng tới nói Không thương không ngứa Nhưng cuồng bạo hóa Thông Nương cũng mặc kệ điểm này Nàng điên cuồng đối Tống Thư Hàng bắp chân cuồng kích Thỉnh thoảng nhảy dựng lên, đá mạnh Tống Thư Hàng đầu gối Audio điện tử võ tấn bền Đương 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 đinh 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 đốt tống thư hàng thở dài lại là hình ảnh như vậy bất quá nói thật hắn cũng không ghét một màn này bởi vì khi thông nương lâm vào cuồng bạo hóa phía sau là hắn có thể phối hợp thông nương sử dụng một loại thần kỹ tới tốt lắm thông nương để mọi người xem xem ngươi lợi hại không bí kỹ lợi hành ra khỏi vỏ tống thư hàng trầm giọng nói sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cái nắm chặt thông nương thông nương a a a a thông nương liều mạng rằng co hai tay của nàng dùng sức đập tống thư hàng cánh tay hai chân trong hư không cuồng đạp khi nàng phát hiện mình không cách nào tránh thoát tống thư hàng đại thủ lúc nàng quả quyết thi triển lợi hành ra khỏi vỏ thần kỹ siêu một chút một cây tân sinh hành mầm từ cũ hành mầm bên trong rút ra cũ hành như là vỏ kiếm đồng dạng rơi vào tống thư hàng trong tay tân sinh thông nương tiếp tục nhảy dựng lên đối tống thư hàng quyền đấm cước đá lần này nàng nhảy cao hơn tiểu khẩn thiết có thể trùy đến tống thư hàng ngực. Thình thịch oanh, thông nương nắm đấm tại tống thư hàng cơ ngực thượng bồn trồn. Tiểu thải nhãn tình sáng lên, nàng thật nhanh cầm ra bản thân đặc chế điện thoại, sau đó thật nhanh mở ra một bài âm nhạc. Hừ, đều tại ngươi cũng không dỗ dành người ta người ta siêu muốn khóc, nện ngươi ngực, đại phôi đản. Bè bè nện ngươi ngực, ngươi tốt chán ghét, muốn ôm một cái anh 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 hừ, người ta cầm tiểu khẩn thiết nện ngươi ngực. Đại phôi đản, đánh chết ngươi. Tống Thư Hàng. Sư phụ, đồ nhi cái này thủ bối cảnh âm nhạc phối thế nào? Tiểu thải đạo. Tống Thư Hàng, lại đi theo công đức xà mỹ nhân mù học đồ vật loạn thất bát tao, ta liền đem ngươi kéo đen. Xuất lời, hắn lại bắt lấy thông nương. Song Phương lại một lần nữa phối hợp với thi triển bí kỹ, lợi hành ra khỏi vỏ. Người chơi Tống Thư Hàng thu hoạch được 300 năm đặc thù hành mầm nhân hai. Tiểu thải. Liễu Hiêu khinh Vũ Yên lặng xoay đầu lại, lau khóe mắt nước mắt. Không hổ là bạch chủ tử hảo hữu bá tống huyền thánh, hai người tại đối đã yêu sủng thái độ quá tương tự. Bạch chủ tử chế tác, duy nhất một lần phi kiếm, thiếu vật liệu lúc, hội gãy nàng tiểu nhánh nhánh. Mà bá tống huyền thánh, vậy mà lại bóp thông nương hành ngọn. khinh vũ cảm giác, sau này mình nhất định có thể cùng thông nương trở thành hảo bằng hữu Các nàng hai ở giữa, có quá nhiều cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng phối hợp với thông nương, liên tiếp thi triển 33 lần, lợi hành ra khỏi vỏ, bí kỹ phía sau thông nương cuồng bạo thuật mới rốt cuộc kết thúc. Vừa kết thúc cuồng bạo phía sau thông nương cũng cảm giác bản thân hai chân như nhũn ra, chạm đều đứng không vững. Toàn thân bất lực, chân khí bị móc sạch, mà lại thân thể còn rất đau bút nhức. Đã từng có một lần cùng loại kinh lịch thông nương, lập tức chừng mắt lên, tiếp cận Tống Thư Hàng. Tiếp đó, Nàng nhìn thấy tống thư hàng bên người cái kia một chồng, hành mầm. Không hề nghi ngờ, đây đều là nàng hành ngọn, là màu sắc khác nhau hành mầm. Anh 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 thông nương lập tức dậy lên nỗi buồn, thiên khốc bảo điển hiệu quả bắt đầu phát huy ra, nước mắt điểm bị hung hăng đâm chúng, khóc chết đi sống lại. Chính lúc này, biệt viết thiên cơ thanh âm từ trong phòng bếp chuyển đến, thư hàng, hành mầm không đủ, người nơi đó còn có hàng tồn sao. Lần này thịt cá voi số lượng nhiều lắm, cần đại lượng hành mầm có lời nói lại cho ta chút, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc đóng ngoặc đơn chấm hỏi. Thông nương nghe được biệt tuyết tiên cơ lời nói phía sau tiếng khóc cưỡng ép bị cắt đứt. Nàng bưng bít lấy miệng của mình, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại đến làm cho bản thân tận lực không phát ra tiếng khóc. Biệt tuyết tiên cơ, là nàng thiên địch biệt tuyết tiên cơ. Nàng quá đắc ý phong hình, vậy mà quên nơi này là nàng thiên địch, biệt tuyết tiên cơ, động phủ, thật là đáng sợ nói cách khác từ vừa rồi đến bây giờ nàng đều ở trên mũi đao khiêu vũ tại sư tử miệng bên cạnh lăn lộn thư hàng ta muốn về hạch tâm thế giới thông nương khẩn cầu nói thật sự không đi về một tắc thu nhỏ túi cũng được tống thư hàng ôn nhu an ủi nàng nói yên tâm đi hết thảy đều đi qua cuồng bạo thuật hiệu quả cũng đi qua ngươi về trước hạch tâm thế giới nghỉ ngơi một chút một hồi ăn cơm lúc ta bảo ngươi anh 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 Thư Hàng ngươi thật tốt, thông nương cảm động lệ rơi đầy mặt. Sau đó, nàng bị Tống Thư Hàng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Lại nói, một hồi thật sự muốn đem thông nương mang ra ăn cơm không? Mặc dù là khó được bát phẩm huyền thánh phần món ăn, nhưng trong đó còn có nàng hành mầm đây. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Một bên suy tư, sau đó hắn đem vừa lấy xuống 33 rễ hành mầm, đưa vào phòng bếp. Biệt tuyết tiên cơ nhìn thấy như thế tươi mới hành mầm, thật to tán thưởng Tống Thư Hàng, đồng thời biểu thị, nếu như có thể mà nói, nàng cần càng nhiều hành mầm. Tống Thư Hàng cười lắc đầu. Hôm nay thông nương chỉ sợ đã sẽ không lại sử dụng cuồng bạo thuật, còn muốn ngắt lấy hành mầm cũng không dễ dàng. Tóm lại, những ngày hành mầm đều xem như ta thiếu ngươi nhân tình. Chờ thực tiên yến sau khi kết thúc, ta có thể vì ngươi xuất thủ chế tác mấy lần tiên chân yến. Đương nhiên, vật liệu tự chuẩn bị, biệt viết tiên cơ cuối cùng nói bổ sung lại nói tiên cơ cảm giác mình gần nhất có trở thành tống thư hàng tư nhân đầu bếp cảm giác gần nhất nàng mấy lần xuất thủ đều là vì tống thư hàng chuẩn bị tiên chân yến tiên cơ ân tình tống thư hàng cười đáp ứng có thể làm cho biệt viết tiên cơ xuất thủ chế tác tiên chân yến tương lai trong một thời gian ngắn hắn cùng hảo hữu nhóm đều có có lộc ăn tiên cơ cùng bắc phương đại đế còn tại cố gắng xử lý bát phẩm thịt cá voi bắc phương đại đế rất cẩn thận phối hợp với biệt viết tiên cơ thiên y vô phùng, biệt tuyết tiên cơ cảm giác mình làm đồ ăn nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp gỡ như thế thích hợp ra tay. Tống thư hàng đưa xong hành mầm phía sau liền thối lui ra khỏi phòng bếp, trở lại phòng khách. Liễu yêu khinh vũ ở tại bạch tiền bối kén lớn bên cạnh ngẩn người, nàng đã hoàn toàn thích ứng bản thân yêu sủng thân phận. Tiểu thải đang chờ tống thư hàng trở về. Nhìn thấy tống thư hàng sau khi ra ngoài, tiểu thải mở thầm nghĩ, sư phụ sư phụ, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu học tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sao thành bất quá tại học tập cái này quyển công pháp trước ta phải trước cho ngươi kiểm tra một chút nhìn xem ngươi đến cùng thích hợp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bên trong cái kia một thiên tống thư hàng đạo làm sao khảo thí sư phụ ngươi đã trải qua khảo thí sao tiểu thải hỏi ta lúc ấy là bạch tiền bối trực tiếp vì ta khảo thí bất quá từ tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới phía sau ta cũng có biện pháp đến khảo thí ngươi có thể thích hợp cái nào một thiên. Tống Thư Hàng đạo, tâm ý của hắn khẽ động, bản mệnh đan điền bên trong, phi kinh hư đan du động, phát ra từng đợt giống như cá voi lại như long tiếng kêu gọi. Tiếp đó, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại tiểu thải trên thân, một đạo tiên thiên chân nguyên tại Tống Thư Hàng trong tay ngưng tụ, huyễn hóa thành một cái phù văn tứ phẩm cảnh giới phía sau tống thư hàng phì kình hư đan từ hoàn chỉnh 33 chủng linh thú hư ảnh hỗn hợp mà thành. Kể từ đó, hắn có thể thông qua phì kình hư đan, khảo thí tiểu thải cùng bộ phận nào đó công pháp nhất xứng đôi. Phù văn rơi trên người tiểu thải, trong lúc mơ hồ huyễn hóa thành phì kình bộ dáng. Tiểu thải là tước yêu, nàng hẳn là sẽ tương đối thích hợp tam thập tam thú công pháp bên trong, gà, hạc, ngỗng, ưng, bốn thiên bên trong nào đó một thiên A. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng, dù sao đều là chim muông loại, nhưng ý nghĩ này đều vừa mới hiển hiện, vì kình hư đan nào đó một bộ phận cùng tiểu thải sinh ra cộng minh. Là tam thập tam thú, cự kinh, cái kia một bộ phận cùng tiểu thải cộng minh trình độ cao nhất. Phốc cự kinh, làm sao có thể, Tống thư hàng kém chút liền phun ra. Thân là một đầu tiểu tước yêu, nhưng tiểu thải cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bên trong cự kình thiên độ phù hợp vậy mà cao nhất chẳng lẽ là ta phương pháp khảo sát có sai? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Không, người khảo nghiệm kết quả cũng không sai. Lúc này, một thanh âm sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Là công đức xà mỹ nhân trong bụng xích tiêu kiếm. Nhưng tiểu thải là loài chim A, cùng cực kinh độ phù hợp cao nhất là chuyện gì xảy ra. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói. Xích tiêu kiếm bình tĩnh nói, người đã quên sao? Ngươi cùng Tiểu Thải vừa mới đã trải qua, cật qua Thánh Quân, nghi thức trận pháp. Mà cật qua Thánh Quân bản thể thế nhưng là một đầu có được, thần kinh, huyết thống đại yêu. Tại cái kia trận pháp ảnh hưởng dưới, Tiểu Thải đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Nàng nhất phù hợp cự kình thiên, là chuyện rất bình thường. Cái kia, để Tiểu Thải tu luyện cự kình thiên, Tống thư hàng hỏi. Xích Tiêu kiếm, không có cách, hiện tại nàng tu luyện cự kình thiên mới là thích hợp nhất đi qua, cật qua thánh quân, lực lượng cải tạo, tiểu thải tiếp xuống tu luyện, cự kình thiên, tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Nhưng cứ như vậy, tiểu thải bất kể là công pháp, luyện thể pháp, công đức pháp, đao pháp, đều cùng hắn bảo trì đồng bộ. Đơn giản liền biến thành của hắn tiểu hào. chương 1182, bát phẩm cá voi thánh tiệc. Tiểu thải tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì? Luôn cảm giác, từ khi bản thân đem kim cương quân tử đao, đạo hiệu chuyển tặng cho tiểu thải, bắt đầu cùng nàng kết duyên phía sau tiểu thải phong cách vẽ càng ngày càng hướng hắn tới gần. Đặc biệt là cái này về, liền tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công độ thích ứng đều biến thành cự kinh. Như vậy tiểu thải, ngài quyết định muốn tu luyện cự kinh thiên sao? Tống thư hàng hỏi, tiểu thải nhu thuận, ta đều nghe sư phụ, chỉ cần thích hợp ta, vô luận tu luyện cái nào thiên đều được. Hắc, cự kinh thiên nàng luyện định coi như sư phụ không đáng tin, xích tiêu kiếm tiền bối vẫn là rất đáng tin. Dù sao xích tiêu kiếm tiền bối lợi hại như vậy, hắn nói đi liền nhất định được. Tiểu thải thầm nghĩ trong lòng, còn tốt, Tống thư hàng sẽ không độc tâm thuật, bằng không hắn nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Tống thư hàng đem Tam thập Tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên, thông qua truyền âm phương thức truyền thụ cho tiểu thải. Dù sao cũng là truyền thụ công pháp, cần thiết giữ bí mật hạng mục công việc còn phải làm cho tốt hắn truyền thụ cho là bạch tiền bối cải tạo qua đi công pháp, từ nhất phẩm thiên thứ nhất bắt đầu truyền thụ, một mực truyền thụ đến thiên thứ ba mới thôi. Tiểu thải đã là tam phẩm cảnh giới, bất quá đã muốn truyền tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nàng liền phải từ thiên thứ nhất bắt đầu trùng tu. Đương nhiên, chỉ là trùng tu công pháp, cũng không phải là trùng tu cảnh giới. Nàng chỉ cần tốn hao một chút thời gian, nắm giữ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, ngưng tụ cử kình thiên cơ sở sau đó, lấy nàng hiện tại tam phẩm cảnh giới, rất nhanh liền có thể đem tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu đến thiên thứ ba, ngừng tụ cái kia đạo, ngụy tiên thiên chân khí. Tống Thư Hàng truyền thụ xong công pháp thiên phía sau nói, đã tiểu thải ngươi tu luyện là cự kình thiên, cũng là đã giảm bớt đi ta tìm kiếm cùng ngươi xứng đôi, phụ thuộc bí pháp, công phu. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vẫn phải phối hợp một cái phụ thuộc bí pháp, dùng để hấp thu, linh thú tinh, bên trong lực lượng cử kình thiên xứng đôi bí thuật, chính là kình thôn thuật. Chờ ngươi đem công pháp nhập môn, cũng tu đến thiên thứ hai phía sau ta lại truyền cho ngươi kình thôn thuật. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Tiểu thải nhẹ gật đầu, minh bạch, sư phụ, ta nhất định tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem công pháp nắm giữ. Rất tốt, Tống Thư Hàng đạo nói thật, hắn có chút chờ mong tiểu thải tu luyện tới tứ phẩm sau một màn. Hắn muốn biết, tiểu thải đến lúc đó cái có thể hay không trong đan điền ngưng tụ phì kình hư đan tới. Hắn phì kình hư đan, đến cùng là bởi vì bạch tiền bối sửa chữa qua công pháp nguyên nhân. Vẫn là thánh ấn nguyên nhân, hiện tại cũng còn giảng không rõ ràng. Cho nên liền nhìn tiểu thải tu luyện bạch tiền bối sửa chữa qua đi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, có thể hay không ngưng tụ phì kình hư đan, lấy xác minh tống thư hàng suy đoán. Truyền thụ xong công pháp phía sau tiểu thải thừa dịp còn chưa mở cơm, trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tranh thủ sớm điểm tướng hắn nhập môn. Có lẽ là bởi vì thể nghiệm qua, thọ nguyên sắp hết, tư vị, tiểu thải tại phát hiện mình có tấn thăng tứ phẩm hy vọng thời điểm, phá lệ chân quý lần này cơ hội, tu luyện đặc biệt chăm chỉ. Thủ yêu khinh vô tiếp tục tại bạch tiền bối kén bên cạnh ngẩn người, nàng đang suy nghĩ một việc như là đã thành bạch thánh sủng vật, cái kia nàng có phải hay không đến tìm cơ hội, hướng bạch thánh cầu một thiên thích hợp với nàng tu luyện pháp. Nàng trước kia là cửu u sinh vật, tu luyện công pháp cũng là cửu u hướng. Nhưng là bị Bạch Thánh bắt lấy, tịnh hóa phía sau nguyên bản tu luyện công pháp liền không quá thích hợp nàng. Mà Tống thư hàng lại bắt đầu nhàm chán chơi điện thoại. Lúc đầu hắn cũng muốn thừa cơ tu luyện một hồi, bất quá tạm thời, hắn vẫn phải trước nhìn lấy tiểu thải, miễn cho nàng đổi luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công lúc xảy ra ngoài ý muốn. Tại là hắn một bên chơi lấy điện thoại, một bên chú ý tiểu thải tình huống tu luyện. Cửu châu nhất hào quần bên trong, này lúc đoàn người đang trò chuyện, bạch tiền bối tấn thăng huyền thánh sự tình. bắc Hà Tán Nhân, bạch tiền bối hiện tại đã từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra rồi hả? Bá đao tống nhất, thư hàng tiểu hữu bạch tiền bối trở về sao? Tống thư hàng trả lời, hồi Bắc Hà tiền bối, bạch tiền bối mới ra tới. Hiện tại đang biệt tuyết tiên cơ động phủ nghỉ ngơi thư hàng tiểu hữu người cũng tại biệt tuyết tiên cơ cái kia bắc hà tán nhân hỏi tống thư hàng đúng vậy a à. hâm mộ có thể ăn trực cuồng đao tứ lãng đạo tống thư hàng ha, ha 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 hắn vốn còn muốn nói cho đoàn người một hồi hắn cùng bạch tiền bối muốn chuẩn bị bắt đầu ăn bát phẩm huyền thánh cấp cá voi phần món ăn bất quá về sau lại ngẫm lại lúc này vẫn là không cần kéo cửu hận tương đối tốt điệu thấp làm người có đôi khi cần điệu thấp Tại trong đám hàn huyên một hồi phía sau Tống Thư Hàng lại tiện tay tiến vào nông trường. Cái này game cổ, cửu châu nhất hào quần, bên trong vẫn còn có mấy vị bối mỗi ngày đang chơi. Lúc trước, Hoàng Sơn Trân Quân còn nói đùa Tống Thư Hàng nói, nếu như hắn thật sự rất có không, có thể đem trò chơi nông trường bố trí càng tốt hơn một chút. Nói không chừng vì tiền bối nào trộm đồ ăn trộm thoải mái, sẽ cho hắn một đoạn cơ duyên. Không nghĩ tới về sau, Tống Thư Hàng cùng cá ướp muối giống như, trong bất chi bất giác, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như thế, hắn cùng cửu châu nhất hào quần, bên trong đại lão quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết, đã không dùng được cái trò chơi này nông trường làm tình cảm liên hệ. Về sau, cái này game cổ, hắn cách rất lâu mới có thể đi lên soát một lần. Hôm nay hắn đã lâu đổ bộ, tiện tay quét một lần nông trường của mình. Đột nhiên, hắn nhìn thấy nông trường của mình bên trong, có một cái dễ thấy tài khoản tại một giờ trước tả hữu vào xem nông trường của hắn. A, à, Huyền nữ Môn Vân Tước Tử, Tống Thư Hàng sững sờ. Vân Tước Tử tiền bối không phải là bị khống chế thân thể, trở lại cửu u thế giới sao? Làm sao còn có thời gian chạy hắn trò chơi trong nông trại trộm đồ ăn? Chẳng lẽ, nàng đột phá khống chế trở về rồi? Tống Thư Hàng nhanh chóng ấn mở Vân Tước Tử tiền bối tài khoản, phát cái nói chuyện riêng, Vân Tước Tử tiền bối, là ngươi sao? Ngươi về hiện thế rồi. Bất quá Vân Tước Tử cũng không trở về phục. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau lại đem cửa sổ trò chơi screenshot, kéo đến cửu châu nhất hào quần, bên trong, phát đi lên. Các tiền bối, trước đó có người hay không nhìn thấy Vân Tước Tử tiền bối thượng tuyến đến. Nàng một giờ trước tựa hồ thượng tuyến, có phải hay không đã trở về hiện thế rồi? Tống Thư Hàng hỏi, thật là một giờ trước trộm đồ ăn, nhưng ta không có chú ý tới Vân Tước Tử tiền bối thượng tuyến, nàng là ẩn thân trạng thái sao? Bắc Hà Tán Nhân hiếu kỳ nói. Cuồng đao tứ lãng, cái kia, không có ý tứ. Kỳ thật, là ta lên vân tước tử tiền bối tài khoản, lại thuận tay quét hạ ngươi nông trường. Tống Thư Hàng. Ngọa Thảo, lúc nào tam lãng tiền bối ngươi cùng vân tước tử tiền bối quan hệ đã tốt đến loại trình độ này. Liền nàng nói chuyện phiếm tài khoản, người cũng biết tài khoản mật mã. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hiếu. Người về sau có gặp gỡ vị kia thần bí tiền bối sao? có vân tước tử tiền bối hiện tại tin tức sao? Cuồng đao tam lãng hỏi. Tống thư hàng, còn không có gặp gỡ đâu, ta bây giờ còn chưa về Giang Nam khu. Mỗi lần hắn gặp gỡ bạch tiền bối thời điểm, đều tại Giang Nam địa khu. Hồi phục xong, Tống thư hàng lại thử ở trong lòng kêu một tiếng, bạch tiền bối, thử triệu hoán bạch tiền bối. Bất quá, bạch tiền bối chưa hồi phục, xem ra cũng không tại hắn phụ cận. Nếu có tin tức lời nói, nhớ kỹ nói cho ta một chút, nếu quả như thật không có tin tức lời nói qua vài ngày ta liền chuẩn bị đi cửu u thế giới lãng một làn sóng cuồng đao tam lãng đạo tống thư hàng thu đến ta mau chóng nghĩ biện pháp liên hệ vị tiền bối kia lại nói cuồng đao tam lãng tiền bối phong cách vẽ đột biến tống thư hàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng ước chừng tiếp cận sau một tiếng bắc phương đại đế từ trong phòng bếp đi ra hắn vừa đi một bên giải khai trên người tạp dề đem hắn treo ở một bên để mọi người đợi lâu đại đế mặt mỉm cười tống thư hàng ngẩng đầu hỏi tiền bối rốt cục muốn ăn cơm sao đại đế gật đầu nói cô đã giúp biệt tuyết tiên tử hoàn thành sau cùng chương trình tiếp đó mọi người chờ biệt tuyết tiên tử mang thức ăn lên đi a à, bạch thánh đạo bạn đâu ở chỗ này đây tống thư hàng chạy đến kén lớn bên cạnh đưa tay vỗ vỗ bạch tiền bối rời giường ưng ừ, bạch tiền bối thanh âm từ uể oải từ kén bên trong truyền tới nhưng là hắn lên tiếng phía sau liền lại không có phản ứng tống thư hàng bạch tiền bối lại nằm ỉ rồi không đúng là lại lại kén rồi mỗi lần chạy đến kén bên trong ngủ bạch tiền bối liền sẽ biến không nghĩ tới giường mà lại rất khó gọi tỉnh cái này kén tựa hồ có ma lực có thể gắt gao hút lại bạch tiền bối không cho hắn đi ra a à, bạch tiền bối mau dậy đi muốn ăn cơm ta đã nói với ngươi thức ăn hôm nay có thể thơm bát phẩm huyền thánh thịt cá voi bộ, trễ liền mất giáo. Tống thư hàng kêu lên. Nhanh như vậy, bạch tiền bối mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến, nhưng là buồn ngủ quá, để cho ta ngủ một hồi, các ngươi ăn trước. Để biệt tuyết tiên cơ thay ta lưu một phần, ta ngủ đủ đi ra ăn. Quả nhiên lại lại kén. Tống thư hàng nhún vai, tốt ra, vậy liền để bạch tiền bối ngủ tiếp một hồi đi. Bởi vì có vết xe đổ, lần này hắn sẽ không lại tác tử ôm bạch tiền bối kén lớn dùng sức lay động sẽ bị chân áp lần trước hắn bị kén lớn ngăn chặn xương sườn đều sắp bị đè gãy cho nên cái này về hoặc là để bạch tiền bối bản thân tỉnh lại hoặc là thay người chấp hành đánh thức phục vụ trở lại vị trí của mình phía sau tống thư hàng lại đem hạch tâm thế giới bên trong tô thị a thập lục thì cho mang ra ngoài sáng sớm tốt lành tống sư huynh thi vuốt mắt đạo đã giữa trưa Tống Thư Hàng nhắc nhở. Thi, há, buổi trưa ăn, Tống Sư Huynh. Tô Thị A thập lục đồng dạng còn rất khốn, bị đưa ra hạch tâm thế giới phía sau nàng ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, nghẹo đầu, tựa ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, ngủ tiếp. Tống Thư Hàng cố gắng buông lỏng bờ vai của mình. Kỳ quái, hôm nay một cái hai cái, làm sao đều ngủ chết như vậy? Ước chừng 5-6 phút sau, biệt tuyết tiên cơ đẩy một cỗ tòa ăn, từ trong phòng bếp đi ra người đều đủ sao tiên cơ lên tiếng nói ta muốn lên thức ăn đạo thứ nhất đồ ăn trong suốt nước dùng a à, bạch đâu còn tại kén bên trong đây tống thư hàng đảo. biệt tuyết tiên cơ cứng đờ nàng đem toa ăn ngừng tốt chạy tới đến kén lớn bên cạnh bạch đạo hiếu mau tỉnh lại ăn cơm á ngô ân bạch tiền bối ứng hai tiếng muốn thế nào hắn mới có thể tỉnh lại biệt tuyết tiên cơ hỏi trong nội tâm nàng có một bộ cho ăn ăn kế hoạch bạch nếu là bất tỉnh tới nàng chẳng lẽ muốn làm đơn độc. Chờ bạch tiền bối tự nhiên tỉnh là an toàn nhất, tống thư hàng đảo. Không được, đồ ăn lạnh liền ăn không ngon, biệt tuyết tiên cơ đạo, nghĩ nghĩ phía sau nàng đưa tay ôm lấy kén lớn, lắc lắc rời giường ăn cơm A, bạch. chương 1183, dùng đao khắc ra một cái viết kép vô tội. Tại biệt tuyết tiên cơ đưa tay ôm lấy bạch tiền bối kén lớn, bắt đầu lay động trong nháy mắt, tống thư hàng liền đã thấy được tiên cơ kết cục con mắt của ta đã nhìn thấy tương lai của ngươi, biệt tuyết tiên cơ, tương lai của ngươi chỉ có chết. Không đúng, tương lai của ngươi chỉ có một đầu, cái kia chính là bị bạch tiền bối kén lớn hung hăng chân áp. Tống thư hàng trong lòng đậu đen rau muống đạo. Thư hàng, đừng giao động lại để cho ta ngủ một hồi. Liền một hồi, bạch tiền bối kêu lên. Biệt tuyết tiên cơ. Bạch đạo Hữu ta là biệt tuyết A, tiên cơ trong lòng hảo tâm chua. Sau đó, có thể là xuất từ một loại không nói ra được, tâm tư đố kỵ lý, biệt tuyết tiên cơ dao động kịch liệt hơn, bạch đạo hiếu, ta là biệt tuyết đây này. Bát phẩm cá voi thánh yến đạo thứ nhất đồ ăn đã làm tốt, là mỹ vị nước dùng. Người nhanh lên đi ra nhân lúc còn nóng hưởng thụ, cái này đạo canh nếu là lạnh, liền sẽ mất đi hắn đặc biệt hương vị. Đừng có lại dùng A à bạch tiền bối kêu lên. Cùng bạch tiền bối khác biệt, bạch tiền bối tựa hồ không thích lúc đang ngủ bị người dao động kén, Dạng này sẽ ảnh hưởng hắn giấc ngủ khối lượng. Mà bạch tiền bối thì cảm giác bị người dao động kén lúc sẽ rất dễ chịu, cùng cái nồi đồng dạng sẽ để hắn ngủ càng hương. Biệt Tuyết Tiên cơ thở dài, lòng mềm nhũn, cuối cùng, nàng vẫn đưa tay chuẩn bị buông xuống kén lớn, thôi được, đến lúc đó ta một lần nữa làm cho ngươi. A à, a, à, à. to lớn bạch kén đột nhiên bay lên, đưa nàng chấn áp ở bên dưới. Tống thư hàng một mặt bình tĩnh, ta liền biết lại là kết cục này. Tô Thị A thập lục con ngươi nửa khép nửa mở, xem xét biệt viết tiên cơ một chút, lúc ấy tại nho ra bạch vân thư viện quảng trường lúc, ngươi liền bị trấn áp qua. Những cái kia hắc lịch sử, chúng ta không đề cập tới cũng được. Tống thư hàng đạo, Tô Thị A thập lục nhếch miệng lên, rụi rụi con mắt, ngồi thẳng thân thể muốn mở thức ăn, nàng đã ngửi thấy toa ăn bên trong bay ra mùi thơm, để cho nàng khẩu vị mở rộng. Kén lớn dưới, biệt viết tiên cơ chỉ là kêu lên một tiếng sợ hãi, không có giống ngay lúc đó Tống Thư Hàng đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm. Thứ nhất là bởi vì thực lực của nàng so Tống Thư Hàng cao hơn, so với ngay lúc đó Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận áp lực phải lớn rất nhiều. Thứ hai là bởi vì biệt tuyết tiên cơ là cái dáng người rất tốt tiên tử, bá đạo dáng người để cho nàng so Tống Thư Hàng nhiều tầng một giảm sóc. Này lúc, biệt tuyết tiên cơ nhìn qua ép ở trên người nàng kén lớn, lệ rơi đầy mặt. Lúc này, nếu như lấy có tầng này chết tiệt kén, thật là tốt bao nhiêu. Không đúng không đúng, bây giờ không phải là muốn loại sự tình này thời điểm. Bạch đạo hữu chuyển một chuyển, người ép đến ta. Ta không còn dao động kén còn không được sao. Trong phòng bếp bát phẩm huyền thánh yến còn cần ta đi xử lý, ta cho ngươi lưu một phần, sau đó trước hết để cho ta cho hắn mấy vị đạo hữu mang thức ăn lên đi. Biệt tuyết tiên cơ lên tiếng nói. Ừng kén lớn bên trong bạch tiền bối mơ mơ màng màng lên tiếng nhưng kén lớn nhưng không có dịch chuyển khỏi bạch tiền bối vẫn còn trạng thái ngủ biệt tuyết tiên cơ nếu như thay cái thời gian nàng bị đè ép đến ngày mai hừng đông cũng không thành vấn đề nhưng thân là một cái tiên trù trong phòng bếp bát phẩm cá voi thánh yến còn cần nàng đi hoàn thành bước sau cùng đột nhiên nàng không thể thả lấy những cái kia tự điển món ăn mặc kệ biệt tuyết tiên cơ thử đưa tay đẩy đẩy trên người kén lớn nhưng mà cái này kén lớn liền phẳng phất có như ngọn núi nặng nề căn bản không đẩy được Biệt Tuyết Tiên cơ đẩy mấy cái tư thế, đều không thể đẩy ra kén lớn. "Giúp một chút, cái này kén thật nặng." Biệt Tuyết Tiên cơ lệch ra quay đầu lại, hướng Tống Thư Hàng bọn người xin giúp đỡ. Tống Thư Hàng đứng dậy tiến lên, đi vào kén lớn bên cạnh, sau đó dụng lực vỗ vỗ bạch tiền bối kén lớn, "Bạch tiền bối, có thể chuyển chuyển a." Biệt Tuyết Tiên tử nói qua không còn dao động kén, mà lại cũng đều vì ngươi lưu một phần, ngươi liền hảo hảo ngủ đi, lúc nào đi ra, lúc nào ăn cơm ừm bạch tiền bối đáp nhưng là hắn kén lớn vẫn là không có xê dịch dấu hiệu tống thư hàng thở dài vậy ta tới giúp ngươi rời a trước đó nói với ngươi tốt đừng làm loạn a ta đưa ngươi dịch chuyển khỏi để qua một bên ngươi liền hảo hảo tiếp tục ngủ a ừm bạch tiền bối đáp tại là tống thư hàng đưa tay ôm lấy kén lớn dùng sức nhấc lên kén lớn không nhúc nhích tí nào ân lần trước tại nho ra trên quảng trường hắn bị trấn áp lúc cũng là dạng này. Cửu châu nhất hào quần tiền bối còn có diệp tư các nàng nhao nhao xuất thủ, nhưng không có một người có thể đem kén lớn dịch chuyển khỏi. Nhớ đến lúc ấy lệ chi tiên tử suy đoán nói, có thể là bạch tiền bối dùng kén lớn chân áp thời điểm, liền thi triển một cái chân áp hình phong ấn thuật. Bạch tiền bối, giải khai chân áp phong ấn thuật A, nếu không, bát phẩm huyền thánh yến, muốn khét, chúng ta nên cái gì đều ăn không được á. Tống thư hàng đạo, ừm, Bạch tiền bối lên tiếng. Sau đó, chân áp hình phong ấn thuật liền bị giải khai, kén lớn nhẹ nhõm bị Tống Thư Hàng ôm lấy. Giải quyết, Tống Thư Hàng ôm kén lớn chuyển rời đến một bên, đem kén lớn để qua một bên. Cẩn thận, lúc này, Tô Thị A thập lục lên tiếng nhắc nhở. Tống Thư Hàng, răng rắc kén lớn buông xuống thời điểm, mặt đất chuyển đến thanh thúy miệng thủy tinh nứt tiếng. Sau đó, Tống Thư Hàng trong tay kén lớn đột nhiên hãm sâu tới mặt đất bên trong đi. WT, Tống Thư Hàng, người da đen giấu chấm hỏi mặt, biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì biệt tuyết tiên cơ động phủ trong phòng khách sẽ có cái hố? Đây là bẫy dập sao? Nhưng lúc này không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, hiện tại có càng lớn nguy cơ đang nổi lên. Chỉ thấy đột nhiên rớt xuống trong hố kén lớn, lắc lư một cái. Để cho ta hảo hảo ngủ một hồi, đừng có lại dao động á. Bạch tiền bối đạo. Sau một khắc, tống thư hàng liền thấy kén lớn nhảy lên thật cao hướng hắn hung hăng triển ép mà tới không muốn a à tống thư hàng hét lớn đây là ngoài ý muốn bạch tiền bối đừng áp xuống tới a à. đông trầm muộn vật nặng rơi xuống đất tiếng tống thư hàng bị đè sấp hạ kén lớn rơi vào trên lưng của hắn như con lật đật đồng dạng đứng thẳng đồng thời cái kia trấn áp phong ấn pháp khởi động lập tức đem tống thư hàng trấn áp trên mặt đất Tống Thư Hàng dùng sức trùy, a, a a a a, eo, eo muốn gãy mất. Điểm nhẹ, bạch tiền bối điểm nhẹ. Kén lớn có chút điều chỉnh một chút, sau đó lại trầm xuống, chân áp hoàn thành. A, a a a a, bạch tiền bối, mới vừa rồi là ngoài ý muốn a, à, thả ta đi ra. Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng là lần này, bạch tiền bối không tiếp tục đáp lại. Liền cái tượng trưng, ân ân, đều không về. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thấy không ổn. Bạch tiền bối, không phải là lại tắc lỗ tai a à. bạch tiền bối bạch tiền bối nghe được xin trả lời xin trả lời ai nha eo eo của ta thiên thỏ, bạch tiền bối thật sự đem lỗ tai tắc lại tống thư hàng hảo tâm tắc sư phụ người còn tốt đó chứ tiểu thải nhảy đến tống thư hàng bên người nhẹ giọng hỏi tống thư hàng liếc mắt người cứ nói đi đổi lấy người bị đè ép thử một chút hắn hiện tại chỉ muốn dùng đao trên mặt đất khắc một cái từ, phải dùng viết kép phương thức khác một cái, vô tội. Kỳ thật ta là muốn nói, đã sư phụ ngươi bị bạch tiền bối chân áp trên mặt đất, không leo lên được. Cái kia một hồi, người cái kia một phần, bát phẩm cá voi thành yến, liền từ ta đến thay sư phụ ăn xong sao. Cái gọi là, sư phụ có việc, đệ tử phục kỳ lao. Loại chuyện này, ta hoàn toàn có thể vì sư phụ làm thay. Tiểu thải hai mắt sáng lên đạo tin hay không vi sư chụp ngươi đi ra ngoài a à, nghịch đồ tống thư hàng nhếch lên một cái nha đạo tiểu thải hì hì cười một tiếng lại nhảy lấy trở về nàng đối tô thị a à thập lục cùng thi nói xem ra sư phụ không có việc gì khí thế còn rất tuyệt sẽ còn hung ta khẳng định không có vấn đề tống thư hàng lại nói a à, vừa rồi bạch tiền bối kén lớn buông xuống lúc vì cái gì trên mặt đất đột nhiên sẽ xuất hiện một cái hố a à. hố cha đây này tống thư hàng cố gắng thử nghiêng đầu chỉ là hắn hiện tại góc độ không nhìn thấy trước đó cái hố vị trí. Biệt tuyết tiên cơ đã từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn nằm dạp trên mặt đất tống thư hàng, trả lời, nơi đó vốn là một chỗ thưởng thức dùng pha lê mặt đất, phía dưới là hồ cá, rất tân chiều thiết kế, xuyên thấu qua cường hóa pha lê có thể nhìn thấy con cá ở phía dưới du động. Bất quá, lần trước, có chỉ miêu yêu đến ta cái này làm khách, nàng nhìn thấy hồ cá bên trong cá con phía sau cuối cùng khuất phục tại nàng bản năng, xuất thủ đập ta cường hóa pha lê mặt đất, đem bên trong cá móc ra đi ăn hết. Ta lúc đầu muốn đem pha lê đổi đi, nhưng gần nhất vẫn bận, thực tiên yến, sự, cho nên việc này vẫn kéo lấy. Sau đó, vận khí ta cứ như vậy thảm, không cẩn thận đem bạch tiền bối kén lớn phóng tới khối kia vỡ vụn pha lê đi lên rồi. Tống Thư Hàng trừng to mắt, biệt tuyết tiên cơ ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng dùng sức truy, bất hạnh a. À. Bắc phương đại đế khóe miệng ẩn ẩn co lại, Tống Thư Hàng tiểu hữu vận khí, hoàn toàn chính xác không hôm qua tích. Khục, Thư Hàng tiểu hữu nếu không ngươi cái kia một phần, ta cũng thay ngươi giữ lại. Đến lúc đó cùng bạch cái kia một phần cùng một chỗ bảo tồn tốt. Biệt tuyết tiên cơ đạo. Nhưng ta nghĩ lập tức ăn a à, bắc phương tiền bối, người xuất thủ đem kén chuyển một chuyển thôi. Tống Thư Hàng chờ đợi nhìn về phía bắc phương đại đế, đại đế thế nhưng là viễn cổ thiên đình trường sinh giả, tại trường sinh giả bên trong đều là rất sâu một nhóm kia hắn như xuất thủ, rời bạch tiền bối kén lớn hẳn là rất dễ dàng ha. Đại đế cười ha ha, chỉ chỉ bạch tiền bối cái kia kén lớn, theo cô tới nói, bạch thánh khí vận rất cổ quái, đã hắn muốn chân áp lấy ngươi, người tốt nhất vẫn là đàng hoàng bị chân áp lấy đi. Nếu không lấy hắn cổ quái khí vận, coi như cô đem tiểu hữu cứu ra, tiểu hữu nói không chừng còn muốn gặp gỡ xui xẻo hơn sự. Tống Thư Hàng, Ngọa Thảo, đại đế nói rất hay có đạo lý thư hàng cái kia một phần liền giao cho ta đi. Tô Thị A thập lục đánh cái tiểu cắp thiếu, nói thư hàng, một hồi ta uy ngươi. Tống thư hàng, ừm. Biệt tuyết tiên cơ ngẩng đầu vọng thiên, cưỡng ép đem chính mình nước mắt nghẹn trở về nguyên bản nàng kế hoạch, muốn tại, bát phẩm cá voi thánh yến, bên trên, cho, bạch, đút đồ ăn. Nàng đều chuẩn bị mấy cái phương án. Kết quả người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng, làm sao biến thành tô thị tiểu nha đầu cho tống thư hàng đút đồ ăn nàng đây có phải hay không là tân tân khổ khổ trù bị cuối cùng lại vì người khác làm quần áo cưới tin hay không nàng hất bàn a tranh lệch thời gian không nhiều lắm thượng đạo thứ nhất đồ ăn biệt tuyết tiên cơ cắn răng nói nàng cho ở đây mỗi một vị đều chuẩn bị một phần trong suốt nước dùng a thập lục là hai người phần gấp đôi chén lớn cái này chén lớn lúc đầu cũng là nàng vì bạch chuẩn bị a thập lục bưng chén lớn Ngồi xổm tống thư hàng bên người. Há miệng, a tiểu thập lục hai mắt nheo lại. Chương 1184, muốn đậu kiếp rồi phải chết. Tống thư hàng cảm giác đặc biệt không có ý tứ, từ sau khi lớn lên, hắn cơ hồ liền không có bị người dạng này đút đồ ăn qua. Vẫn là tại loại này trước mắt bao người, mà lại, bình thường tới nói, đút đồ ăn, không phải hẳn là hắn đến cho a thập lục đút đồ ăn, hình ảnh sẽ khá bình thường sao? Không ăn sao? tô thị a thập lục đạo nói xong nàng đột nhiên liền đem thìa đưa vào bản thân trong miệng đi tống thư hàng a à, thập lục liền xem như đút đồ ăn cũng cho ta điểm giảm sóc thời gian đây này hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô thị a thập lục sau đó hắn phát hiện a thập lục khuôn mặt nhỏ hiển hiện, hiện nhàn nhạt, nhạt màu đỏ rất là đẹp mắt bởi vì thiếp vô cùng gần thập lục trên người mùi thơm cùng trong suốt nước dùng mùi thơm cùng một chỗ truyền vào trong mũi của hắn rất thơm đương nhiên muốn ăn a à, tống thư hàng đạo trên thực tế có như vậy trong nháy mắt hắn vốn muốn nói kỳ thật ta chỉ là phần eo bị ép hai tay của ta vẫn là tự do ta có thể bản thân tới bất quá nhìn thấy tô thị a thập lục phấn hồng khuôn mặt phía sau thư hàng trong lòng hơi động đem đã đến yết hầu lời nói lại lần nữa nuốt trở vào tiểu thập lục hai mắt nheo lại lại thận trọng múc một chén canh thìa đem canh thổi mát a nàng đem thìa đưa tới tống thư hàng bên miệng nàng hiển nhiên cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, thìa đều trực tiếp chống đỡ lấy tống thư hàng bờ môi, có loại muốn mạnh mẽ đem hắn nhét vào tống thư hàng miệng cảm giác. Tống thư hàng há mồm, uống xong cái này một thanh nước dùng. Sau một khắc, đạo này dùng bát phẩm cá voi thánh chế tác nước dùng mỹ vị tại trong miệng hắn nổ tung lên. Không nói ra được mỹ vị, không nói ra được hưởng thụ. Biệt tuyết tiên cơ cao siêu kia chủ nghệ, đem bát phẩm cá voi thánh nguyên liệu nấu ăn mỹ vị hoàn toàn kích phát ra tới dễ uống sao a thập lục nhẹ giọng hỏi tống thư hàng dùng sức chút đầu nói thật nếu như đem hắn đổi thành bạch tiền bối sau đó biệt tuyết thiên cơ phải dùng loại này bát phẩm huyền thánh cấp nguyên liệu nấu ăn chế tác mỹ thực đến dụ hoặc hắn đi làm xong tu đạo lữ hắn có 80% trở lên tỷ lệ hội khuất phục tại mỹ thực duy nghệ thuật và mỹ thực không có biên giới không thể cô phụ Đương nhiên, đây là xây dựng ở hắn là bạch tiền bối, điều kiện tiên quyết. Nếu như đổi thành tống thư hàng, thân phận, hắn là tuyệt đối không khuất phục phục tại thức ăn ngon dụ hoặc thân phận không giống nhau, lựa chọn liền không giống. Tô Thị A thập lục mỉm cười, nàng ngồi vào tống thư hàng bên người, tiếp tục tiến hành đút đồ ăn động tác. Một bên Bắc Phương Đại Đế yên lặng xoay đầu lại, vì chính mình lấp một thanh nước dùng hắn có thể làm sao, từ viễn cổ thời đại một mực độc thân đến bây giờ hắn cũng rất tuyệt vọng a à. một bên thì dùng thìa múc nước dùng một mặt nghiêm túc đưa về phía tiểu thải há miệng a à. tiểu thải một mặt mộng bức thì nhanh chóng đem thìa đưa tới miệng của mình sau đó một mặt hạnh phúc ăn ngon tiểu thải thì người đây là không theo kịch bản đến diễn kịch a lúc này biệt viết tiên cơ nghĩ đến một sự kiện bá tống đạo hiếu người thông nương đâu Nàng không ra sao, ta còn đặc biệt vì nàng cũng chuẩn bị một phần nước dùng, mà lại không có thêm hành thái. Tống thư hàng ngẩng đầu, nàng cất giấu không chịu đi ra đâu, thật không có ra hành thái. Hừm, thật không có ra. Nàng muốn ăn sao? Biệt Tuyết Tiên cơ đạo lần này nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, cho nên nàng chuẩn bị phân lượng cũng rất nhiều. Liên, Bạch, Yêu Sủng Khinh Vũ đều phân đến một tiểu phần nước dùng. Tiên cơ trực tiếp đem cho ta đi, ta chuyển giao cho nàng tống thư hàng trả lời không ra ăn mọi người cùng nhau ăn nhiều náo nhiệt biệt tuyết tiên cơ hai mắt đang lóe lên tống thư hàng lắc đầu trong thời gian ngắn nàng chỉ sợ là sẽ không ra tới tốt ga à, vậy ngươi chuyển giao cho nàng thật sự là đáng tiếc biệt tuyết tiên cơ nói đem một bát ngoài định mức chuẩn bị nước dùng phóng tới tống thư hàng bên người tống thư hàng đưa tay tại nước dùng thượng một điểm đem hắn đưa vào đến hạch tâm thế giới chuyển giao cho suy yếu bất lực chân khí trong cơ thể bị móc bảo thông nương. Thông nương này lúc nằm ở đó khối xích hồng tinh thạch bên cạnh, đang khôi phục thể lực. Lúc này, trong hư không đột nhiên có một bát mùi thơm nước mũi nước dùng xuất hiện ở trước mặt nàng. Thông nương, biệt tuyết tiên cơ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần, bát phẩm cá voi thánh yến, nước dùng, yên tâm, không có thêm hành. Tống thư hàng thanh âm tại thông nương vang lên bên tai. Thông nương nghe được tên biệt tuyết tiên cơ, trong lòng liền cảnh giới nàng có tốt bụng như vậy mặt khác không thêm hành cái từ này nghe hảo tâm thương nàng phần này không thêm hành liền biểu thị những người khác nước dùng bên trong đều tăng thêm hành thái ngươi không cần có thể giữ lại cho ta ta hôm nay khẩu vị không tệ tống thư hàng đạo thông nương hai tay ôm lấy bát ta ta nàng bưng lên bát phóng khoáng một thanh làm theo trong miệng bạo tạc mỹ vị bên ngoài còn có một đạo tinh thuần vô cùng lực lượng rót vào thân thể của nàng. Biệt Tuyết Tiên cơ mỹ thực yến, có thể so với linh đan rượu dược, ăn một bữa đều có thể chướng công lực. Thông nương vốn là ở vào nhị phẩm đỉnh phong trạng thái, cái này một bát nước dùng sau khi xuống tới, nàng cảm giác chân khí trong cơ thể có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng có vẻ như lập tức sẽ tiến vào độ kiếp hình thức. Thông nương hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Trong nhà ăn. Đúng rồi, còn có một phần, vốn là vì Bạch chuẩn bị bất quá bạch hắn không ra cái kia đến lúc đó ta lại vì hắn làm lại một phần đi phần này cũng giao cho ngươi biệt tuyết tiên cơ nói lại đem một phần nước dùng giao cho tống thư hàng đang khi nói chuyện biệt tuyết tiên cơ đối tống thư hàng nhíu mày tiểu tử ngươi chỉ là phần eo bị đè ép hai tay nhàn dỗi lấy dựa vào cái gì muốn người ta tiểu cô nương cho ngươi đút đồ ăn a à. tống thư hàng tiếp nhận phần này nước dùng tạ ơn biệt tuyết tiên tử cái này một phần ta có thể cất giữ lấy không đang khi nói chuyện, phía sau hắn công đức chi quang hiển hiện, hóa thành công đức xà mỹ nhân bộ dáng. Nàng hiện thân phía sau giống như tống thư hàng nằm dạp trên mặt đất. Sau đó, nàng rất tự nhiên nhận lấy cái kia một phần dư thừa nước dùng, thuần thục dùng thiềm muôi lên, nếm một ngụm nhỏ, hai mắt đều biến sáng lên. Cái đuôi thật dài trên mặt đất không ngừng đập động, công đức xà mỹ nhân hưởng thụ cực kỳ. Ngọa thảo, ngọa thảo, đều chảy tới trên người ta a. À. Người đang quát canh thời điểm có thể hay không trước đem ta lấy ra. Sẽ xảy ra gì đó à? Xích tiêu kiếm thanh âm từ công nước xà mỹ nhân trong bụng truyền ra. Đáng tiếc xích tiêu kiếm, bị trong suốt nước dùng, rót một thân, tâm thật mệt mỏi. Hắn là kiếm, lại không ăn canh có được hay không? Bên cạnh, biệt tuyết tiên cơ mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, à, nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy công nước chi quang lại còn hội ăn cái gì? Tống thư hàng đồng dạng quay đầu nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân hội ăn cái gì sự, hắn ngay từ đầu liền biết. Bất quá, nàng trước kia ăn đều là một số, năng lượng thể, đồ vật. Tỷ như, hắn sử dụng, thiệt sán liên hoa, biến ra hoa sen, lại tỷ như, đao ý thông huyền hạt sen. Giống lần này trực tiếp ăn không phải năng lượng thể đồ vật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng có thể ăn cái gì? Biệt tuyết tiên cơ đạo, Tống Thư Hàng, trước kia nàng chỉ ăn một số năng lượng thể đồ vật, giống như vậy, còn là lần đầu tiên. Lúc này, Bắc Phương Đại Đế xoay đầu lại, nói các ngươi không cần kinh ngạc, tiên tử trạng thái, hoàn toàn chính xác ăn có thể dùng ăn một số năng lượng thể đồ vật. Nhưng là, bạn người quên trước đó cái kia bát phẩm đại kinh trạng thái sao? Thân thể của hắn cùng công đức chi quang hòa làm một thể, mặc dù còn có nhục thân tính chất, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, đã tiếp cận năng lượng thể tiên tử có thể dùng ăn nước dùng cũng không kỳ quái. Tống Thư Hàng, nàng sau khi ăn xong, có phải hay không lại phải tiến hóa một chuyến? Bắc Phương Đại Đế mỉm cười, đối biệt tuyết tiên cơ nói, biệt tuyết đạo hiếu, một hồi mời lại vì tiên tử chuẩn bị thêm một phần bát phẩm cá voi thanh yến. Chờ yến hội sau khi kết thúc, cô hội lại lưu một bộ phận bát phẩm đại kinh nhục thân cho ngươi, làm thù lao. Tạ ơn Bắc Phương tiền bối, bất quá, thù lao cũng không cần, có thể có cơ hội xử lý bát phẩm huyền thánh cấp đại kinh, đối với ta mà nói chính là cơ duyên lớn lao. Biệt tuyết tiên cơ lắc đầu nói, nhất sự quy nhất sự, mà lại, bảo vật tặng cho người thích hợp mới có thể vật tận kỳ dụng. Bát phẩm đại kinh nhục thân lưu tại tiên cơ ngươi nơi này mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Nhiều nhất, liền xem như cô lưu lại dự chi khoản đi, tương lai, cô nếu là có thể lại tìm đến mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó tìm tiên tử trợ giúp xuất thủ xử lý, tiên tử không cần cự tuyệt là đủ. Bắc phương đại đế mỉm cười, tiếu dung như gió xuân che mặt. Biệt tuyết tiên cơ ngượng ngùng nói, vậy ta liền không khách khí nhận. Bát phẩm huyền thánh cá voi thân, đối nàng lực hấp dẫn quá lớn. Mặt khác, vị này Bắc phương tiền bối cười quá ấm, làm nàng đều không có ý tứ cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc. Tống thư hàng, nói trở lại. Ta kim thủ chỉ bên trong công đức chi quang, vậy mà không có bị thăng phần trăm tiên tử hấp thu. Vốn cho rằng tay trái trở về phía sau trong đó ẩn chứa công đức chi quang hội cùng công đức xà mỹ nhân hòa làm một thể. Nhưng công đức xà mỹ nhân đối với hắn kim thủ chỉ bên trong công đức chi lực tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Bắc phương đại đế thở dài, là, tống tiểu hữu người đến bây giờ còn không có nhớ kỹ tên của nàng sao. Tống thư hàng cười khổ, cái cuối cùng từ phát âm quá khó khăn, ta đến bây giờ đầu lưỡi đều chuyển không đến. Người viễn cổ văn tạo nghệ còn không được A, à? viễn cổ văn rất trọng yếu, có rảnh nhất định phải đem hắn hảo hảo học được. Đây coi như là cô đưa cho ngươi lời khuyên, Bắc phương đại đế đạo. Ta cũng đang cố gắng học A, à? tống thư hàng trả lời. Đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân đang quát xong một đại bát nước dùng phía sau bắt đầu sinh ra dị biến. Trên người nàng công đức chi quang tỏa ra ánh sáng chói lọi, rõ ràng có thể cảm ứng ra công đức chi lực tại tăng cường. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, tay phải âm thầm ngưng tụ đao ý. Công đức xà mỹ nhân quá trình tiến hóa, là đuôi rắn không ngừng thốn hóa. Lần này nếu như lại thốn hóa đi xuống, cái kia chính là bụng dưới trở xuống vị trí. Nếu như hắn trễ làm chút gì, vừa thượng Bắc Phương Đại Đế nói không chừng hội bão nổi. Cho nên, nếu như công đức xà mỹ nhân đuôi rắn lại bắt đầu thốn hóa, hắn liền ngay lập tức đem, đao ý khôi giáp, phụ đến trên người nàng, cho nàng ngưng tụ một thân khôi giáp công nước xà mỹ nhân méo một chút đầu, sau đó nàng chóp đuôi đầu phát sinh biến hóa tại phần đuôi nhọn đầu chỗ, cái kia mini thần kinh bắt đầu bành trướng. Rất nhanh, cái này công nước thần kinh bành trướng đến dài hơn 5 thước, cao hơn 3 mét lớn nhỏ. Công nước xà mỹ nhân cười hì hì, cái đuôi cuốn một cái, bò tới thần kinh trên thân. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là kỳ cá voi xà mỹ nhân. Thư hàng, thư hàng, không tốt rồi, ta muốn độ thiên kiếp, phải chết, chết chắc. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng nhận được thông nương tiếng cầu cứu. Sư phụ, ta đột nhiên cảm giác mình phấn khởi, có thể muốn độ một kiếp thiên kiếp. Tiểu thải kêu lên. Tống Thư Hàng. chương 1185, Đại Đế tay nắm tay dậy bảo cực phẩm độ kiếp Pháp. Các ngươi hai cái, đây là đã hẹn muốn thành đoàn độ kiếp sao? Thành đoàn độ kiếp cũng không phải đùa giỡn sự tình. Làm sao bây giờ, sư phụ? Cảnh giới của ta giống như có chút đè nén không được. Tiểu thải đạo. Đừng vội, tiểu thải ngươi trước kiềm chế cảnh giới. Lần trước thiên nhai tử đạo trưởng giảng pháp bên trong những cái kia, tỷ kiếp chi pháp bên trong, có hay không cái nào khoản thích hợp ngươi. Tống thư hàng nằm dạp trên mặt đất, lên tiếng nói. Tiểu thải cảnh giới là dựa vào lấy hôm nay, nghi thức đại trận phúc lợi, cùng bát phẩm cá voi thanh yến, ngạnh sinh sinh trồng lên tới, nàng bản thân khuyết thiếu xứng đôi lực khống chế không sai biệt lắm chính là phần cứng đột nhiên toàn diện thăng cấp, nhưng hệ điều hành phần mềm phiên bản còn chưa kịp tới thăng lên. Thậm chí nàng độ kiếp trận pháp cũng còn không có chuẩn bị. Dưới tình huống như vậy, nàng nếu là chạy tới độ kiếp, đừng nói là cửu tử nhất sinh, căn bản chính là thỏa thỏa thập tử vô sinh, cho thiên kiếp đưa đồ ăn. Tiểu thải lắc đầu, thiên nhai tử tiền bối giảng những cái kia tỷ kiếp chi pháp, phần lớn thích hợp nhân loại tu sĩ. Mà thích hợp yêu loại tu sĩ mấy loại tỷ kiếp pháp, lại cùng ta không hợp lại thêm về sau bạch tiền bối đột nhiên hiện thân tại thiên nhai tử đạo trưởng huyền thánh giảng pháp trong hình ảnh hấp dẫn tiểu thải phần lớn lực chú ý đằng sau thiên nhai tử đạo trưởng nói cái gì nội dung nàng không có nhớ kỹ tống thư hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương đáng tiếc hắn không phải diệt phượng công tử bằng không mà nói hắn còn có thể đem chính mình cpu cấp cho tiểu thải tiểu thải liền có thể trực tiếp từ hắn nơi này đạt được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công Nho ra kim cương thân, cương thủ cùng mấy môn đao pháp kinh nghiệm tu luyện. Ngoại trừ tiểu thải bên ngoài, hạch tâm thế giới bên trong còn có chỉ thông nương, đang hô to gọi nhỏ, nàng nhị tấn tam thiên kiếp cũng lập tức liền muốn rơi xuống. Tình cảnh của nàng cùng tiểu thải cơ hồ là giống nhau như đúc. Dựa vào thiên tài địa bảo cưỡng ép chồng chất đi lên cảnh giới, chính là có các loại tai họa ngầm. Tống thư hàng vỗ vỗ bạch tiền bối kén lớn, bạch tiền bối, chớ ngủ trước A, xảy ra chuyện lớn tiểu thải cùng thông nương đều muốn độ kiếp rồi. Có biện pháp nào không giải quyết? Bất quá, không đợi bạch tiền bối hồi phục, vừa thượng bắc phương đại đế buông xuống bát, khẽ mỉm cười nói, thư hàng, người không cần quấy giày bạch thánh đạo bạn đi ngủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho cô giải quyết đi. Tống thư hàng nhãn tình sáng lên, hắn nằm sắp đối đại đế ôm đầu nói, cái kia liệt đồ tiểu thải liền phiền phức bắc phương tiền bối. Bắc phương đại đế cười ha ha, nhìn về phía tiểu thải, Hỏi Kim Cương Quân tử Đao Tiểu Thải đúng không, cô hỏi ngươi, ngươi là muốn bây giờ lập tức độ kiếp. Vẫn là từ cô đến phong ấn thực lực của ngươi, chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong lại độ kiếp. Tiểu Thải nháy nháy mắt. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lựa chọn lập tức độ kiếp a, có Bắc Phương Đại Đế dạng này đại năng ở một bên vươn ngón tay điểm, so với bất kỳ độ kiếp đại trận đều mạnh hơn, bỏ qua lần này, liền rốt cuộc không có lần sau. Hồi đại đế, Tiểu Thải muốn lập tức độ kiếp mời đại đế chỉ điểm tiểu thải thanh âm kiên định hữu lực bắc phương đại đế cười ha ha người cái này tiểu thải tước tâm tư ngược lại là chuyển rất nhanh lựa chọn của ngươi rất đúng tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp độ cũng không khó chờ cô dạy ngươi một bộ độ kiếp chi pháp liền có thể điều động trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng bao quát yêu lực công đức chi lực huyết mạch chi lực hóa thành một chiêu vô cùng thực dụng phòng ngự chi pháp chỉ cần thiên kiếp sẽ không quá khoa trương người tuyệt đối có thể thuận lợi vượt qua mà nếu như Thiên Kiếp quá khoa trương, cô sẽ thay người đem hắn đánh tan. Không hổ là Bắc Phương Đại Đế, cổ lão trường sinh giả, tại Viễn Cổ Thiên Đình bên trong đều có thể được xưng là đế tồn tại. Tam phẩm tấn tứ phẩm Thiên Kiếp, tại hắn nhìn chính là tiện tay mà thôi liền có thể vượt qua phương pháp. Hiện tại học được cùng sao?" Tiểu thải hỏi. "Yên tâm, một chiêu này độ kiếp chi pháp cũng không khó khăn." Bắc Phương Đại Đế cười nói. "Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về biệt tuyết tiên cơ biệt tuyết tiên tử tiếp xuống bát phẩm cá voi thành yến mang thức ăn lên tốc độ có thể hoãn một chút sao không cần quá lâu không có vấn đề ta thoáng khống chế một chút hỏa hầu là được trên thực tế tiếp xuống mấy món ăn dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm hương vị sẽ tốt hơn biệt tuyết tiên cơ trả lời nói nàng bấm một cái pháp ấn điều khiển trong phòng bếp hỏa hầu bắc phương đại đế hướng phía tiểu thải vẫy vẫy tay đến đây đi Cô đến dạy bảo ngươi một chiêu này độ kiếp chi pháp. Bất quá, chiêu này độ kiếp chi pháp tư thế tương đối đặc biệt, hy vọng ngươi không cần để ý. Chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp phương pháp chính là phương pháp tốt, tư thế cái gì, hoàn toàn không cái gọi là. Tiểu thải dùng cánh vỗ ngực nói. Nói thật, nàng cái tư thế này đặc biệt giống như là gần nhất lưu hành mạng lưới biểu lộ lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Tư thế? Một chiêu này độ kiếp chi pháp chính là cô một cái hậu bối sáng tạo nàng là cái không đi đường thường thiên tài, chỉ tiếc. Nói đến một nửa lúc, Bắc Phương Đại Đế thở dài, không có tiếp tục nói chuyện đề. Hắn ngược lại đối tiểu thải nói, chuẩn bị xong, cô đem cái này độ kiếp chi pháp công pháp vận chuyển lộ tuyến truyền thụ cho ngươi. Ta đã chuẩn bị xong, tiểu thải lớn tiếng nói. Nàng vừa dứt lời, Bắc Phương Đại Đế chỉ tay một cái, điểm tại nàng cái chán vị trí. Sau một khắc, có một bộ phức tạp chân khí, yêu lực, vận chuyển lộ tuyến, một bộ này vận chuyển lụa tuyến rất kỳ lạ, bất kể là người là yêu, đều có thể thông dụng. Tới nguyên bộ, còn có một câu từ bảy viên phù văn tạo thành chân ngôn. Những nội dung này đều là thông qua đại đế ngón tay, trực tiếp rót vào đến trong đầu của nàng. Loại này truyền công chi pháp, hảo cao đại thượng. Thừa dịp ký ức vẫn còn, trước vận chuyển một lần thử một chút. Bắc phương đại đế đảo. Vâng, đại đế, tiểu thải thật nhanh vận chuyển thể nội yêu lực, yêu lực thuận cái kia vận chuyển lụa tuyến, tại thể nội vận chuyển một vòng vận chuyển rất thuận lợi cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại tại vận chuyển hoàn thành thời điểm tiểu thải chỉ cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cả người tựa hồ ở vào một loại siêu cường phòng ngự trạng thái phía dưới nàng có lòng tin đối mặt bất kỳ đả kích không có vấn đề đại đế công pháp lộ tuyến vận chuyển thành công tiểu thải đảo bắc phương đại đế hừm công pháp vận chuyển không có phạm sai lầm rất tốt chúng ta ra ngoài chuẩn bị độ kiếp đi tại là tiểu thải thi bắc phương đại đế biệt tuyết tiên cơ cùng rời đi động phủ tại ngoài động phủ trên đất chống độ kiếp tô thị a thập lục duy trì ngồi quỳ chân tại tống thư hàng bên người động tác không cùng lấy ra ngoài tống thư hàng còn bị bạch tiền bối kén lớn đẻ ép không thể động đậy thập lục ngươi không đi ra nhìn xem sao tống thư hàng hỏi tô thị a thập lục ta cùng ngươi nhìn trực tiếp là được Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công nức xà mỹ nhân cưỡi to lớn hóa phi kinh, đi theo ra đi tới động phủ bên ngoài, đi xem tiểu thải độ kiếp, thuận tiện đem trực tiếp hình ảnh chuyển cho Tống Thư Hàng. "Thư Hàng, thư Hàng, ta đây, ta làm sao bây giờ? Ta cũng phải độ kiếp rồi a." À. Thông nương tại hạch tâm thế giới bên trong hét lớn. "Không vội, từng cái tới." Tống Thư Hàng trả lời. Hắn chú ý qua thông nương trạng thái, đã ở vào lập tức sẽ dẫn hạ thiên kiếp giai đoạn bất quá còn có thể lại chống đỡ một hồi. Nói lên hạch tâm thế giới, Tống thư hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vọng thiên, chờ hạ. Thế nào? Tô thị A thập lục hỏi. Ta có hạch tâm thế giới a. Tống thư hàng đạo, bạch tiền bối kén lớn đè xuống lúc, hắn hoàn toàn có thể trốn vào hạch tâm thế giới, né tránh kén lớn. Hắn hạch tâm thế giới lão nghiêu bức, liền trường sinh giả, không gian quấy nhiễu, cũng không thể hoàn toàn phong tỏa hạch tâm thế giới cùng hắn liên hệ. Chẳng qua là khi bạch tiền bối kén lớn chân áp xuống lúc, tống thư hàng thân thể bản năng nhớ lại lần trước tại, nhau ra quảng trường, lúc, một lần bị kén lớn chi phối sợ hãi. Vậy mà nhớ không nổi sử dụng hạch tâm thế giới công năng, trực tiếp bị kén lớn chân áp. Ta thí nghiệm một chút, tống thư hàng đảo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình thân thể chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Thành công! Chân áp phong ấn không có phong ấn không gian lực lượng, tống thư hàng thành công thoát thân. Ha 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 ha, giống như ta nghĩ. Tiếp đó, chỉ cần lại từ hạch tâm thế giới trở về, liền có thể thoát khỏi bạch tiền bối kén lớn chân áp. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Tống Lão Thông Minh Thư Hàng. Tiếp lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể trở về hiện thế. A a a eo, eo của ta muốn gãy mất. Tống Thư Hàng kêu thảm. Trở về hiện thế lúc, hắn xuất hiện lần nữa tại bạch tiền bối, kén lớn, phía dưới, liền nằm sấp tư thế đều không biến qua kén lớn lần nữa hung hăng triển FL của hắn. Tô Thị A thập lục. Phọng Thiên, hạch tâm thế giới tuy nói là từ chỗ nào tiến đến, liền từ nơi nào đi ra. Nhưng bằng vào ta bây giờ đối với hạch tâm thế giới khống chế, tọa độ này có thể trách đi khoảng cách nhất định, tại sao lại xuất hiện tại kén lớn hạ á. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Có lẽ là bạch tiền bối khí vận phát động, vô luận ngươi làm sao rời, đều chạy không khỏi bị kén lớn chân áp kết quả. Tô Thị A thập lục mở chừng hai mắt nói. Mặt khác, vừa rồi tại Tống Thư Hàng tiến vào hạch tâm thế giới thời điểm, bạch tiền bối kén lớn căn bản cũng không có rơi xuống đất. Kén lớn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không chung, chờ lấy Tống Thư Hàng một lần nữa hiện thân. Về sau, kén lớn cứ như vậy một lần nữa rơi xuống, triển tại Tống Thư Hàng trên lưng. Vọng thiên, hạng gì bất hạnh, Tống Thư Hàng thở dài. A thập lục, cái kia lại uống khẩu thang không? A há miệng tống thư hàng cứng ngắc ngẩng đầu a à, mà lúc này biệt tuyết thiên cơ ngoài động phủ trong hư không thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ đám người tránh ra thật xa tiểu thải miễn cho ảnh hưởng thiên kiếp của nàng tiểu thải lẩm bẩm nói ta đây là tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp thiên kiếp hội hóa thành như thế nào vũ khí hiện đại hiện đại hóa bắc phương đại đế nghi hoặc hỏi thi la lị nói tiền bối ngài không biết sao thiên kiếp hiện tại đã hiện đại hóa các loại thiên kiếp xe tăng Thiên kiếp máy bay, thiên kiếp đạn hạt nhân tầng tầng lớp lớp. Tống sư huynh khi độ kiếp, liền gặp được bát phẩm cấp thiên kiếp bom hydro, kém chút một đợt giết chết bọn họ. Bắc Phương đại đế im lặng vọng thiên, cô mấy ngày nay vì chuẩn bị băng phách đan, vật liệu, đi đến một cái đặc thù bí cảnh, hôm nay vừa mới trở về. Lúc này mới thời gian mấy ngày, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khó trách cái này về gặp gỡ thư hàng tiểu hữu lúc, liền phát hiện hắn đã ngưng tụ thành ấn cô trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Bắc phương đại đế chỗ cái kia đặc thù bí cảnh, hiển nhiên cùng thiên ngoại, bích thủy các tương tự, tại loại này địa phương, liền, nhân tiền hiển thánh đều không thể tiếp thu. chương 1186, thật ôm đầu ngồi sổm phòng. Tương tự địa phương, còn có cửu đăng cùng mặt nạ đại tiền bối chỗ, thần bí đảo, cùng nhau ra vạn thánh sơn bên trong thánh tịch trì, còn có mấy khối bảo tồn hoàn hảo viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Đương đại thiên đạo có thiếu, mà cái này mấy chỗ địa phương đều làm được chủ động che đậy thiên đạo. Cho nên, tại những địa phương này, không cách nào tiếp thu được nhân tiền hiển thánh, hình ảnh. Thậm chí từ nơi này chút địa phương sau khi ra ngoài, liền nhìn tiếp sóng, cơ hội đều không có, bởi vì bọn chúng triệt để gãy mất thiên đạo tín hiệu. Ở vào những địa phương này lúc, liền ở vào cửu u thế giới, đồng dạng, không cách nào bị thiên đạo chạm đến, cũng liền đã mất đi quan sát nhân tiền hiển thánh, phúc lợi thương hải tang điền, cô cảm giác mới mấy ngày thời gian, liền cùng không lên thời đại. Bắc phương đại đế tâm thật mệt mỏi. Đến rồi, lúc này, tiểu thải kêu lên. Oanh tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, đạo thứ nhất là lấy thiên lôi mở đường. Chỉ là cái này đạo thiên lôi thô quá mức, hung hăng đánh tới hướng tiểu thải. Bắc phương đại đế trầm giọng nói, miệng tụng chân ngôn, phối hợp công pháp. Tiểu thải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng miệng tụng chân ngôn đồng thời vận chuyển bắc phương đại đế truyền thụ cho nàng bí pháp phối hợp với chân ngôn phía sau bí pháp này hiệu quả biến càng cường đại đối mặt thiên kiếp lúc chân ngôn cùng bí pháp càng phối tiểu thải cảm giác mình thể nội tất cả lực lượng yêu lực công đức chi lực rèn luyện thân thể lấy được thuần lực lượng toàn bộ bị rút ra đi ra phò thành một cỗ bám vào trên thân thể của nàng đồng thời tại chân ngôn tụng ra thời điểm Tiểu thải cảm giác mình móng vuốt tựa hồ tiếp nhận đến áp lực cực lớn, nàng móng vuốt nhỏ không tự chủ được khuất ngồi xổm xuống cũng may nàng là tiểu tước, ngồi xổm cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng sau một khắc, nàng cánh lại không bị khống chế dần dần nâng lên. A, à, liền cánh cũng phải nâng lên. Nếu như đưa nàng tư thế đổi thành nhân loại tư thế, cái kia chính là trầm xuống, đưa tay. Loại này tư thế có phải hay không khá quen. Đương nhiên nhìn quen mắt a. À cùng sư phụ cùng một chỗ độ kiếp, đạo môn tam túng. Không đúng, là đạo môn tam thánh, tại nhân tiền hiển thánh thời điểm, chính là cái này tư thế nha. Cái này tư thế gọi cái gì đến, đúng, là ôm đầu ngồi xổm phòng. Túng không thể lại túng tư thế. Bắc phương đại đế dạy bảo nàng độ kiếp pháp, nguyên lai chính là một chiêu này. Như vậy, cánh cửa kia tam túng, có phải hay không đại đế nói cái kia, hậu bối chuyển nhân. Trong lúc nhất thời, tiểu thải trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thuận theo chân ngôn cùng bí pháp hiệu quả, đem cánh nâng lên. Lúc này, đại đế thanh âm truyền vào tiểu thải trong tai. Tiểu thải theo lời, đem cánh mang lên đỉnh đầu, che lại đầu của nàng. Cái này tư thế hảo túng. Oanh! Thô to kiếp lôi rơi ở trên người nàng. Mà lúc này, thân thể của nàng bắt đầu run lẩy bẩy A Phi, mới không phải run lẩy bẩy, đây là có tiết tấu tả hữu lay động. Lắc lư lắc lư lắc lư lắc lư khó nén nhiệt huyết dũng động tình hoài lắc lư lắc lư lắc lư lắc lư đông tây nam bắc trung tương thừa một mạch. Dù sao, theo tiểu thải ôm đầu ngồi xổm phòng, run lẩy bảy phía sau trên người của nàng mơ hồ hiển hiện tầng một kim quang nhàn nhạt, nhạt. Thiên kiếp chi lôi đem tiểu thải bao phủ, lôi trụ tiếp tục năm hơi lâu. Năm hơi qua đi, tiểu thải bên người một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ. Nhưng tiểu thải chỗ đứng chỗ, nhưng không có một tia tổn thương. Tình trạng của nàng nhìn qua rất tốt, không có nhận mảy may tổn thương. Mặc dù sợ, nhưng độ kiếp này chi pháp uy lực, tiêu chuẩn. Lúc trước cùng sư phụ cùng một chỗ độ kiếp đạo môn tam thánh có thể vượt qua thiên kiếp bom hydro, độ kiếp này chi pháp không thể bỏ qua công lao. Tiểu thải cánh tiếp tục ôm đầu, đung đưa trái phải, thầm nghĩ trong lòng. Ôm đầu ngồi sổm phòng độ kiếp pháp, thi kinh ngạc nói. Bắc phương đại đế hiếu kỳ nói, tiểu cô nương ngươi gặp qua loại này độ kiếp chi pháp. Theo hắn biết, loại này độ kiếp chi pháp từ cái kia vị hậu bối nghiên cứu khai phát sau khi ra ngoài, ngoại trừ đem công pháp tại hắn nơi này làm qua dành trước bên ngoài, còn không có dạy bảo cho ngoại nhân. Nàng một mực đang sửa chữa, hoàn thiện loại này độ kiếp chi pháp. Nguyên bản chuẩn bị tại Viễn Cổ Thiên Đình truyền bá, chỉ là không nghĩ tới, nàng còn chưa kịp tới đem công pháp truyền bá, Viễn Cổ Thiên Đình lại trước hủy. Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nói cách khác, bộ này không đi đường thường độ kiếp chi pháp, chỉ có cái kia vị không rõ sống chết hậu bối cùng hắn nơi này có dành trước, thì lại là từ nơi nào nhìn thấy loại này, ôm đầu ngồi sổng phòng, độ kiếp pháp. Thì la lị trả lời, tại tống sư huynh, nhân tiền hiển thánh, thời điểm nhìn thấy, lúc ấy cùng tống sư huynh cùng một chỗ hiển thánh còn có, thiên niên đệ nhị, tam, tứ thánh, bọn hắn được xưng là đạo môn tam túng, cũng bởi vì bọn hắn độ xong kiếp thời điểm, trong đó có hai vị hiện ra ôm đầu ngồi sổm phòng tư thế, còn có một vị trực tiếp os thức quỳ trên mặt đất. Thiên nhai tử đạo trưởng cùng thất sinh phù phủ chủ tương lai trong một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không đi ra ngoài. Ít nhất cũng phải chờ, nhân tiền hiển thánh, hiệu quả đi qua sau, suy nghĩ thêm, đi ra ngoài, loại hoạt động này. Còn có việc này, bác phương đại đế nhíu mày. Xem ra, chờ cái này tước yêu độ xong tiếp phía sau hắn muốn đi hỏi một chút tống thư hàng tình huống cụ thể. Biệt tuyết tiên cơ trong động phủ. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục thông qua công đức xà Mỹ nhân thị giác, xem trực tiếp. Tiểu thải cái này tư thế, Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, quá nhìn quen mắt. Là thất sinh phủ tiền bối ngay lúc đó, ôm đầu ngồi sổng phòng, chi pháp A. Loại này độ kiếp pháp là đại đế hậu bối sáng tạo, cái kia thất sinh phủ tiền bối bọn hắn làm sao học được. Tô Thị A thập lục hỏi. Trên thực tế, thất sinh phủ tiền bối bọn hắn sử dụng ôm đầu ngồi sổm phòng, thời điểm, là bởi vì trên người của ta một bộ khôi lỗi nguyên nhân. Tống Thư Hàng trước đơn giản đem sự tình cùng Tô Thị A thập lục miêu tả một lần. Đồng thời, hắn đem ý thức chìm vào vòng tay pháp khí bên trong, liên hệ cố kia khôi lỗi muội tử. Người cùng Bắc Phương Đại đế quen biết sao, Tống Thư Hàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cỗ này khôi lỗi muội tử có độc lập ý thức, lúc trước nhân tiền hiển thánh thời điểm, nàng còn bán một quyển huyền thánh giảng pháp bản thảo cho thất sinh phù tiền bối, Mặc dù là Phật môn giảng pháp bản thảo, ta không biết, trí nhớ của ta có chút mơ hồ, tình trạng của ta cũng không khá lắm. Có lẽ là bởi vì thân thể của ta bị phá hư quá nghiêm trọng. Khôi lỗi muội tử hồi đáp, khả năng chờ ta chữa trị tốt khôi lỗi thân thể phía sau có thể hồi ức lên một ít chuyện. Khôi lỗi thân thể cùng ghi lại ma quan hệ a. Tống thư hàng đậu đen rau muốn đạo, cỗ này khôi lỗi thân thể đối ứng khôi lỗi muội tử bản thể, ký ức phương diện cùng nàng bản thể có quan hệ mới đúng càng quan trọng hơn là ngài liền ký ức đều mơ hồ, vì cái gì còn có thể nhớ kỹ huyền thánh giảng pháp bản thảo A. Loại vật này tại ngài trong trí nhớ chiếm cứ lấy trọng yếu như vậy địa vị sao? Liền mất trí nhớ cũng còn nhớ kỹ bọn chúng. Mặt khác, nói lên bán huyền thánh giảng pháp bản thảo, Tống Thư Hàng liền không khỏi nhớ tới cái nào đó đồng dạng họ Tống ra hỏa. Tống đầu gỗ tại viễn cổ thiên đình thời đại tựa hồ đã làm qua một chuyến này, còn từng đem, truy tu giảng pháp bản thảo, thành công bán cho một vị kiếm tu tiên tử, dẫn đến tiên tử kia đầy thiên đình truy sát tống đầu gỗ. Luôn cảm giác tống đầu gỗ chính là cái hố hàng. Là thế này phải không? Nhưng ta cảm thấy ta còn cần chữa trị thân thể. Người chừng nào thì liên hệ ta lần trước người bán, hắn lúc nào mới có thể chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Khôi lỗi muội tử trả lời. Tống thư hàng thở dài, ta lập tức liên hệ thất sinh phù tiền bối nhìn xem, bất quá hắn hẳn là đang bế quan củng cố cảnh giới, không biết có thể hay không liên hệ với. Đa tạ đạo Hữu khôi lỗi muội tử rất có lễ phép trả lời. Tống Thư Hàng, nếu không, một hồi mang ngươi đi ra nhìn một chút Bắc phương đại đế. Nói không chừng hắn có thể nhận ra ngươi đến. Không cần, ta bây giờ bị đánh thành thảm như vậy, nếu như nhìn thấy người quen, nhiều mất mặt. Khôi lỗi muội tử một lần cự tuyệt. Tống Thư Hàng, nhưng là, nói không chừng đại đế có thể trợ giúp đến ngươi mà lại đại đế tính cách cũng rất dễ thân cận, sẽ không chế diễu ngươi. Cái kia, tốt a, à, nhưng chỉ thấy một mặt, khôi lỗi muội tử trả lời. Tống Thư Hàng thành. Nói không chừng cái này khôi lỗi đối ứng bản thể, chính là Bắc Phương đại đế cái vị kia hậu bối. Này lúc, lại liên tục có mấy đạo thiên kiếp rơi xuống. Hết thảy ba đợt, mỗi một đợt thiên kiếp đều không có dị biến, không có tan vì hiện đại hóa thiên kiếp. Chỉ là đơn thuần ngũ hành cướp xung hợp, dần dần hạ xuống. Tiểu thải duy trì ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế, tại run lẩy bẩy bên trong, quả thực là đỡ lấy cái này mấy đợt thiên kiếp. Thiên kiếp không có dị biến, thi đạo. Có lẽ là tiểu thải vận khí tốt, không có gặp gỡ biến dị thiên kiếp. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo dù sao biến dị thiên kiếp cũng mới mới ra đến, giống như cũng không phải mỗi cái tu sĩ thiên kiếp đều sẽ dị biến. Tiểu thải ngẩng đầu vọng thiên thiên kiếp trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiên Kiếp không biến dị đối với nàng mà nói là chuyện tốt, biến dị Thiên Kiếp tương đối khó kháng a. À. Đồng thời trong nội tâm nàng may mắn bản thân là một đầu tiểu thải tước, bởi vì tại thải tước trạng thái nàng coi như ôm đầu ngồi xổng phòng, nhìn qua cũng sẽ không như vậy túng. Một đầu dùng cánh che đẩy cái đầu thải tước, đung đưa trái phải dáng vẻ, còn có chút ngốc manh ngốc manh cảm giác. Đó là cái nhìn nhan trị thế giới, chỉ cần trường manh coi như bày ra rất túng tư thế, cũng rất đáng yêu. Đang lúc tiểu thải nghĩ như vậy thời điểm. Trên bầu trời, thiên kiếp đột nhiên sinh ra dị biến. Đợt thứ tư thiên kiếp, hóa thành sắt thép tạo thành cự pháo, nhắm ngay tiểu thải. Tới, hiện hóa đại thiên kiếp, thi lên tiếng nói tiểu thải ngươi phải cẩn thận. Bắc phương đại đế nhìn qua biến thành cự pháo thiên kiếp, khóe mặt giật một cái. Năm đó thiên đạo cùng trước kia thật là khác biệt, tại có thiếu tình huống dưới, lại còn có thể chỉnh ra loại này hiện đại hóa thiên kiếp. Ừm, um, trên bầu trời, cái thiên kiếp này đại pháo vô tình khai hỏa. Một khỏa từ ngũ hành thiên kiếp tạo thành đạn pháo, lấy điên cuồng tốc độ đánh phía tiểu thải. Nhất định phải đứng vương a, à. tiểu thải hét lớn. Giờ khắc này, trong cơ thể nàng trước đó uống xong, trong suốt nước dùng, dược lực bắt đầu tiếp tục hấp thu bạo phát, mà những dược lực này đều bị bí pháp chuyển hóa làm lực lượng phòng ngự. Trong lúc mơ hồ, mọi người thấy tiểu thải trên thân, vậy mà ngưng tụ ra một đạo hư nhược thân ảnh. Đó là một vị mặc y phục rực rỡ tiểu cô nương, mặt hình cầu, có chút hài nhi mập. Thi cùng biệt viết tiên cơ không biết tiểu cô nương này, nhưng tống thư hàng lại một chút nhận ra, đây là tiểu thải huyễn hóa thành người lúc bộ dáng. Lúc trước ăn biệt viết tiên cơ, thuế nhân yến phía sau nàng liền biến thành cái bộ dáng này, cùng bắt yêu nhân đại thúc tỏ tình. hư ảo y phục rực rỡ thiếu nữ thân ảnh hiền hiện. hiện sau đó nàng nhanh chóng trầm xuống, trắng noãn cánh tay ôm lấy đầu, có tiết tấu run lẩy bẩy. Thật ôm đầu ngồi sổm phòng bản run lẩy bẩy. Tiểu thải cho là mình sẽ rất manh, quá ngây thơ rồi. chương 1187, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Tốt ga, à, kỳ thật mặt hình cầu, có chút hài nhi mập tiểu thải nhân loại bản. JPG, nhìn qua cũng rất manh. Tống Thư Hàng thông qua công đức xà mỹ nhân con mắt xem trận này trực tiếp, không thể không nói, đại đế truyền thụ tiểu thải cái này độ kiếp pháp thật sự rất mạnh. Ngoại trừ tư thế túng một chút bên ngoài. Lúc này, Tô Thị A thập lục cau mày, nói, như loại này cường đại đến quỷ dị phòng ngự bí pháp, sẽ có hay không có cái gì khuyết điểm, hoặc là có cái gì di chứng loại hình. Tựa như là loại kia, xả thân quyết, loại hình, thời gian ngắn ngủi bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng là lấy kích thích tự thân tiềm lực, tiêu hao chân nguyên làm đại giá ôm đầu ngồi xổm phòng hiệu quả phòng ngự đơn giản vượt quá tưởng tượng, tam phẩm cảnh giới tiểu thải, liền độ kiếp đại trận đều không có bố trí, bằng vào lấy cái này, ôm đầu ngồi xổm phòng, bí pháp, liền tùy tiện kháng qua phía trước mấy làn sóng thiên kiếp, lông tóc không thương. Loại cảm giác này, để A Thập Lục lập tức nhớ tới, xả thân quyết, loại hình tiêu hao bạo phát bí thuật. Liền xem như tiêu hao hình bí pháp, chỉ cần tiêu hao không quá mức phận, chờ độ kiếp xong đều có thể bổ về cùng bí thuật này cường đại phòng ngự so ra, nỗ lực một số tiểu đại giới hoàn toàn là đáng giá. Tống Thư Hàng khẳng định nói, hắn nhưng là tự mình trải qua cái này, ôm đầu ngồi sổm phòng, bí pháp hiệu quả, lúc ấy, tại con rối hình người bảo vệ dưới, hắn, thất sinh phù phủ chủ, thiên nhai tử đạo trường, thường viễn tử bốn người, tại bát phẩm dưới thiên kiếp đều lông tóc không thương. Coi như muốn tiêu hao cũng đánh đổi một số thứ, chỉ cần không thương tổn đến căn bản, đều đáng giá đánh cược một lần, nói xong lúc tống thư hàng lại nghĩ tới khôi lỗi muội tử nàng cũng sẽ cái này ôm đầu ngồi sổng phòng bí pháp khẳng định cũng biết bí pháp này muốn hay không trả giá đắt tại là tống thư hàng ý thức liên hệ vòng tay pháp khí không gian bên trong khôi lỗi muội tử hoàn toàn thanh tỉnh lấy không hỏi thăm vấn đề ôm đầu ngồi sổng phòng bí pháp có cái gì di chứng sao ta một mực thanh tỉnh ngẩn người cái này bí thuật di chứng đương nhiên là có nếu như sử dụng bí thuật thời gian không dài chỉ cần tiêu hao một bộ phận năng lượng là đủ. Nghiêm trọng một chút, có thể sẽ để nhục thân cũng nhận một số phản phệ, bình thường tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Nghiêm trọng đến đâu một chút, bí thuật sau khi kết thúc, cần hiến tế một bộ phận thân thể, hoặc là dùng đặc thù thiên tài địa bảo hoặc là pháp khí để thay thế hiến tế. Khôi lỗi muội tử trả lời. Hiến tế bản thân một bộ phận thân thể. Tống thư hàng trong lòng hơi động, cái kia lúc ấy tại ta độ kiếp thời điểm, người sử dụng bí pháp, cũng hiến tế một phần thân thể. Đương nhiên a, à, nếu không ngươi cho rằng trận kia 7 tấn 8 thiên kiếp có thể đem ta phá hủy thành bộ dáng này. Bất quá, thân thể ta dù sao là khôi lỗi chi thân, hiến tế một bộ phận, về sau lại lắp ráp trở về liền tốt. Chỉ cần hạch tâm bộ phận không ra vấn đề liền không sao. Khôi lỗi muội tử bình tĩnh trả lời. Tạ ơn, Tống Thư Hàng Thành khẩn nói. Tạ ơn, vì cái gì? Khôi lỗi muội tử hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng, cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu chúng ta. Khôi Lỗi Muội Tử, a. À. Đúng rồi, bản thể của ngươi trước kia cũng thường xuyên sử dụng cái này, ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Ta không biết a, à, trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh. Khôi Lỗi Muội Tử nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn chính là vừa rồi ý tưởng đột phát, nếu như Khôi Lỗi Muội Tử bản thể thường xuyên sử dụng cái này ôm đầu ngồi sổm phòng bí thuật lại hoặc là tại cái nào đó trong tai nạn sử dụng rất dài cảnh ôm đầu ngồi sổm phòng bí thuật cuối cùng bỏ ra giá cả to lớn muốn đem đại bộ phận thân thể đều hiến tế rơi thân thể của nàng có thể hay không cần tiến hành khôi lỗi hóa bảo trì năng lực hoạt động nói cách khác cái này khôi lỗi muội tử có thể hay không chính là bản thể tống thư hàng cũng chính là đột nhiên não đại động mở suy nghĩ khả năng này bất quá rất nhanh, chính hắn trong lòng liền đẩy ngã khả năng này. Bởi vì hắn đã từng dùng, xem xét bí pháp, xem xét qua khôi lỗi. Lúc ấy giám định kết quả, cỗ này khôi lỗi là mặc môn hộ khách viếp lượng thân đính chế chế tạo tinh phẩm khôi lỗi, cũng không phải là bản thể. Hy vọng tiểu thải thiên kiếp không cần kéo quá lâu, không cần kéo tới cần hiến tế thân thể cấp độ. Tống Thư Hàng nói khẽ, tiểu thải vẻn vẹn như vậy hơi lớn, vô luận hiến tế cái gì, đối với nàng mà nói đều rất phiền phức. Nếu như là tiểu thải là nhân loại, thật đến nhất định phải hiến tế một phần thân thể thời điểm, còn có thể cân nhắc đem, ruột thừa, cho hiến tế ra ngoài. Chỉ ít trước mắt xem ra, ruột thừa thuộc về vừa cắt cắt khí quan. Còn tương lai nhà khoa học có thể hay không đột nhiên nghiên cứu ra, ruột thừa, có cái gì đặc thù công hiệu, đó cũng là chuyện tương lai. Thật đến lúc kia, Tống Thư Hàng cũng không cần lo lắng giao chỉ nữ đế Trình Lâm, tự lành bí pháp, luyện đến cao cấp phía sau một lần nữa giải mảnh, ruột thừa, đi ra, tuyệt đối thỏa thỏa. Nhưng không biết loài chim có hay không, ruột thừa, tống thư hàng đọc không phải cái này chuyên nghiệp, kiến thức của phương diện này dự trữ quá mức bần cùng. Sách đến lúc dùng mới thấy ít, mà lúc này, tiểu thải lại vượt qua hai làn sóng thiên kiếp. Trên bầu trời, cái thiên kiếp này đại pháo liên tục oanh kích, đều bị tiểu thải vượt qua. Về sau, thiên kiếp lại tăng lên mười mấy đài hạng nặng súng máy phối hợp với thiên kiếp đại pháo đối tiểu thải cuồng quét tiểu thải tiếp tục ôm đầu ngồi sổm phòng cộng run lẩy bẩy vững vàng gánh vác thiên kiếp liền trước mắt xem ra thiên kiếp uy lực còn bức không ra ôm đầu ngồi sổm phòng bí thuật thăng cấp bản os thức độ kiếp bí thuật bắc phương đại đế nhìn qua trong hư không thiên kiếp cái thế giới này biến tốt lạ lẫm cái này hoàn toàn không phải hắn quen thuộc thiên kiếp hình thức đem hắn quen thuộc thiên kiếp trả lại a à. tiểu thải còn có thể chống đỡ được sao thì có chút lo lắng nói nàng nhìn thấy tiểu thải bản thể mặc dù không có việc gì nhưng huyễn hóa ra tới hình người tiểu thải thân hình biến bắt đầu vặn vẹo tùy thời muốn vỡ nát đồng dạng yên tâm đi cô cam đoan nàng còn có thể chống đỡ được bác phương đại đế bình tĩnh nói thiên kiếp hình thức cải biến năng lượng không đổi tình huống dưới lực công kích lại tăng lên rất nhiều hiện đại hóa thiên kiếp đối thiên kiếp năng lượng sử dụng suất cao hơn tu sĩ độ kiếp độ khó không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều có lẽ tu sĩ cũng có thể suy tính một chút loại này năng lượng sử dụng phương thức bắc phương đại đế thầm nghĩ trong lòng ngẫm lại tương lai hai vị tu sĩ đại năng đối chiến đưa tay bóp lên pháp ấn một lát sau tế ra một cái pháp thuật đạn đạo bắn về phía đối phương đối phương không cam lòng yếu thế đồng dạng kết động pháp thuật tế lên pháp thuật phòng đạn đạo hệ thống tiến hành chặn đường sau đó liên tiếp rầm 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 bắc phương đại đế hung hăng lắc đầu cái này phong cách vẽ quá sai lệch trong lúc đang suy tư trên bầu trời thiên kiếp lại là biến đổi thiên kiếp đại pháo thiên kiếp súng máy hạng nặng toàn bộ biến mất thay vào đó là một chiếc vũ trang chiến hạm chiến hạm bên cạnh hết thảy ba hàng lỗ pháo mở ra khóa chặt tiểu thải lỗ pháo bên trong thiên kiếp chi lực bắt đầu ngưng tụ tiểu thải trong lòng một vì sợ mà tâm rung động toàn thân lông vũ đều có loại phải ngã thụ cảm giác. Nguy cơ to lớn cảm giác, áp bách mà tới. Trong nội tâm nàng có một loại trực giác, cái này ba hàng lỗ pháo đồng thời khai hỏa, nàng chỉ sợ muốn không chịu đựng nổi. Bắc phương đại đế thản nhiên nói, tiểu tước yêu, lần nữa niệm tụng chân ngôn, lặp lại ba lần. Tiểu thải nghe vậy, thật nhanh niệm lên chân ngôn, một lần lại một lần, liên tiếp ba lần. Biệt tuyết tiên cơ, có phải hay không muốn đổi tư thế rồi? quỳ xuống đất thước độ kiếp sao? Thiên nhai tử huyền thánh tư thế sao? Thi hỏi, Bắc phương đại đế gật đầu nói, chính là, đổi một cái tư thế, cái này bí thuật lực phòng ngự còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đang khi nói chuyện, tiểu thải bởi vì áp lực nguyên nhân, không cẩn thận nhiều niệm một lần chân ngôn. Đại đế tiền bối, không xong, ta không cẩn thận niệm bốn lần chân ngôn. Tiểu thải kinh hoàng nói, Bắc phương đại đế, án lấy trí nhớ của hắn, Tại bảo trì, ôm đầu ngồi xổm phòng bí thuật, thời điểm, niệm 4 lần, hẳn là một cái khác công năng thủ hộ đồng bạn công năng. Chức năng này chính là lúc trước khôi lỗi muội tử tại thiên kiếp thế giới bên trong, dùng để bảo hộ tống thư hàng, thất sinh phù phủ chủ đám người thời điểm cách sử dụng. Sử dụng chức năng này phía sau tiểu thải trên người, sức phòng ngự, hội phân tán ra đến, khuếch tán ra đến, đem phụ cận, đồng bạn, bao khỏa, bảo hộ đi vào. Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua giống người đần như vậy. Bắc Phương Đại Đế thở dài. Tiểu thải trên người nguyên bản ôm đầu ngồi xổm phòng, độ phòng ngự liền không cách nào ngăn lại đằng sau một đợt thiên kiếp, hiện tại nàng còn muốn đem trên người mình, lực phòng ngự phân tán đến trên thân người khác, đây là thập tử vô sinh tiết tấu. Đang khi nói chuyện, từ tiểu thải trên thân có tầng một màn sáng khuếch tán ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Bắc Phương Đại Đế, Biệt Tuyết Tiên Cơ, thi thậm chí là phụ cận kỵ cá voi công đức xà mỹ nhân đều tại màn sáng phạm vi bao phủ bên trong. A, à, chuyện gì xảy ra? Biệt Viết Tiên cơ cảm giác mình trên người bao phủ lên tầng một nhàn nhạt, nhạt màn sáng. Thi đồng dạng hiếu kỳ đánh giá thân thể của mình, thân thể của nàng đang phát sáng. Hiển nhiên, mấy người bọn hắn đều chiếm được tiểu thải bí pháp thủ hộ. Đại đế tiền bối, ta hiện tại đọc tiếp ba lần chân ngôn còn tới kịp sao? Tiểu thải lớn tiếng kêu lên, Đại đế lắc đầu, theo cô đoán chừng, người tại đem bí thuật lực lượng phòng ngự phân cho người khác phía sau coi như sử dụng quỳ xuống đất tư thế cũng không độ được tiếp xuống thiên kiếp. Tiểu Thải vội nói, cái này thủ hộ đồng bạn công năng có thể thu hồi sao? Trừ phi người kết thúc bí pháp, nhưng ở người kết thúc bí pháp về sau di chứng liền sẽ bạo phát. Lấy thực lực của ngươi trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng cái bí pháp này. Đến lúc đó đối mặt thiên kiếp người vẫn là thất bại. Bắc Phương Đại Đế đạo: "Tiểu thải hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Thôi, thôi, tiếp xuống từ cô xuất thủ đánh tan thiên kiếp đi. Có lẽ hôm nay không phải ngươi nên độ kiếp thời điểm." Bắc Phương Đại Đế đạo, hắn có chút tiến lên trước một bước, ở bên cạnh hắn có hàn ý ngưng tụ, hóa thành một chuôi hàn băng chi mâu. Căn này hàn băng chi mâu khóa chặt trong hư không thiên kiếp chiến hạm. Ngay tại Bắc Phương Đại Đế chuẩn bị xuất thủ đánh tan thiên kiếp thời điểm, biệt tuyết tiên cơ trong phủ vĩ đến một đạo sóng sức mạnh. Sau một khắc, bạch tiền bối trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại thiên kiếp hiện trường. Mượn vừa rồi nghỉ ngơi, hắn độ thiên kiếp sinh ra mỏi mệt hoàn toàn khôi phục vừa rồi hắn sở dĩ tại kén bên trong nằm y không dậy nổi, nhưng thật ra là đang khôi phục trạng thái. Hoàn toàn thanh tỉnh phía sau bạch tiền bối trước tiên cảm ứng được thiên kiếp ba kiếp. Sau đó, hắn trực tiếp xuyên qua không gian, đến dưới thiên kiếp phương nhìn qua trong hư không cái kia chiếc thiên kiếp chiến hạm, bạch tiền bối hai mắt sáng lên, như là thấy được hiếm thấy chân bảo. chương 1188, một cái đối tu sĩ giới mà nói tin tức xấu. Bạch tiền bối trước đó tại thiên kiếp thế giới quét vài ngày, quét nhiều như vậy thiên kiếp đạn đạo, bom nguyên tử, bom hydro, còn quét một số khái niệm vũ khí đi ra. Nhưng mà, nghe được Tống Thư Hàng nói những đồ chơi này căn bản là không có cách tại hiện thế sau khi nổ tung, bạch tiền bối tâm liền lạnh một mảng lớn, xoát thiên kiếp vũ khí động lực lập tức liền không có. Cuối cùng hắn qua loa xoát đầy cuối cùng mấy thứ khái niệm vũ khí, liền sớm kết thúc thiên kiếp của mình, độ kiếp thành thánh. Giảng xong pháp phía sau lại ngựa không ngừng vó chạy tới ăn cơm. Mà bây giờ trước mắt chiếc, thiên kiếp chiến hạm, uy phong lẫm liệt, uy lực nhìn qua cũng còn qua đi. Trọng yếu nhất chính là, thứ này có thể tại hiện thế khai hỏa. Bạch tiền bối cảm giác mình lập tức thì có động lực, đầy máu đầy trạng thái. Bắc phương đạo hiếu, người đây là muốn đánh tan cái Thiên kiếp này chiến hạm sao? Tiểu thải không còn độ kiếp rồi sao? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Bắc phương đại đế nói, tiểu thải bí pháp xảy ra vấn đề, tiếp xuống thiên kiếp, không độ cũng được. Tiểu thải, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng quá khẩn trương, không cẩn thận nhiều niệm một lần chú văn, cô phụ tiền bối cùng sư phụ kỳ vọng. Cái kia, ta có thể thu hạ cái thiên kiếp này chiến hạm không? Bạch tiền bối đảo. Bắc phương đại đế. Dù sao Bắc phương đạo hữu người muốn đem chiến hạm đánh nát, cho nên không bằng giao cho ta xử lý đi. Bạch tiền bối đảo. Bắc phương đại đế cười nói, Bạch đạo hữu đã nguyện ý xuất thủ, vậy liền giao cho đạo hữu xử lý đi. Sứt lời, đại đế tán đi bên người băng mâu. Nói thật, thân phận của hắn bây giờ tương đối mẫn cảm. Có thể không xuất thủ, tận lực không xuất thủ là tốt nhất tạ ơn bác phương đạo hiếu bạch tiền bối nói cảm tạ quả nhiên vật họp theo loài tống thư hàng tiểu hữu nhận biết đạo hiếu tính cách đều rất không tệ là cái rất không tệ đạo hiếu sau đó bạch tiền bối nhún người nhảy lên lưu tinh kiếm ra khỏi vỏ cùng hắn hóa thành kiếm quang hướng phía trên bầu trời thiên kiếp chiến hạm lao đi trong hư không đang tụ lực thiên kiếp chiến hạm đột nhiên đột nhiên cứng đờ nguyên bản ba hàng hỏng pháo bên trong quang mang rất uy phong đang ngưng tụ đang tăng cường. Nhưng đột nhiên, ba hàng hỏng pháo phảng phất như là đột nhiên bị bị sạc đồng dạng, hỏng pháo bên trong quang mang, đột đột đột, tiết khí. Vừa vặn lúc này, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục rời đi động phủ, đi ra quan sát độ kiếp hiện trường. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái lúc, liền thấy được bạch tiền bối trùng thiên mà lên, thiên kiếp chiến hạm ba hàng hỏng pháo tụ lực dừng lại hình ảnh. Cảm giác ta bị sai sao? Thiên kiếp có phải hay không đang sợ? Tống Thư Hàng hỏi thiên kiếp hẳn là không có ý thức, mà là một loại cùng loại cố định trình độ đồng dạng nhằm vào người tu luyện đại kiếp A. Bọn chúng hội hiểu được sợ hãi. Nói thật, nếu như ta là thiên kiếp, ta cũng sẽ sợ hãi. Tô thị A thập lục đạo. Bạch tiền bối độ thất tấn bát thiên kiếp lúc, cũng không biết là hắn độ thiên kiếp, vẫn là đáng thương thiên kiếp tại độ hắn. Bạch tiền bối thiên kiếp, rất có thể là từ trước tới nay thảm nhất thiên kiếp đi. Thiên kiếp tự nhiên không có ý thức, thiên kiếp là một loại pháp tắc cụ hiện hóa. Thiên kiếp sở dĩ xuất hiện dị biến là bởi vì hắn nhận áp bách. Bạch đạo hữu trên người có cái gì đặc thù pháp khí, hoặc là hắn đã từng làm gì sự. Bắc phương đại đế cao mày, nghi hoặc hỏi. Thiên kiếp cũng không phải là đang sợ, mà là nhận lấy một loại áp bách, cho nên lúc đầu tại tụ lực hỏng pháo, ngạnh sinh sinh nhụt chí. Nhưng là, để pháp tắc cụ hiện hóa thiên kiếp, nhận áp bách, loại chuyện này là tu sĩ có thể làm được sự. Thi nhấc tay nói, ta biết, kỳ thật mọi người đều biết. Bạch tiền bối quét thiên kiếp. a à, bắc phương đại đế lãnh khốc trên mặt một mảnh mê mang. Bạch tiền bối trước đó tại độ 7 tấn 8, 8 thiên kiếp, sau đó thiên kiếp cụ hiện hóa thành, thiên kiếp bom nguyên tử, cùng thiên kiếp bom hydro, bạch tiền bối cảm giác bọn chúng rất thú vị, liền đem bọn chúng phong ấn, từng mai từng mai cất giữ. Về sau, bạch tiền bối liên tiếp quét vài ngày thiên kiếp. Thì như cái đoạt trả lời để bé ngoan. Bắc phương đại đế, phong ấn thiên kiếp, còn đem bọn chúng tổn chữ, vị này bạch đạo hiếu, là tu chân giới hình người Bắc A. Chính nói chuyện thời khắc, bạch đã rơi vào thiên kiếp chiến hạm bên cạnh. Hắn vươn tay đối thiên kiếp chiến hạm đập liền mấy trường. Ba ba ba, mỗi một dưới lòng bàn tay đi, thì có một cái cực kỳ phức tạp phủ văn in giấu lên, thật nhanh hợp thành một đầu phong ấn liên. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp, cả chiếc thiên kiếp chiến hạm liền bị phong ấn thành tông tử. Bạch Tiền Bối vừa lòng thỏa ý, hắn đưa tay lăng không ấn xuống, trực tiếp đem như vậy thiên kiếp chiến hạm nhận được không gian trang bị bên trong. Ngọa Thảo, thật sự phong ấn thu đến không gian pháp khí bên trong rồi. Bắc Phương Đại Đế khóe miệng co giật. Có lẽ, phong ấn pháp cũng là đối phó thiên kiếp một cái mới biện pháp. Đáng tiếc, chỉ có một chiếc thiên kiếp chiến hạm, Bạch Tiền Bối tiếc nuối nói. Mà lại cái thiên kiếp này chiến hạm uy lực cũng có chút yếu, ở vào tam phẩm đỉnh phong cùng tứ phẩm ở giữa uy lực. Bất quá, ngoại hình nhìn rất đẹp, cũng có nhất định giá trị nghiên cứu. Nếu có thể nhiều đến mấy chiếc liền tốt, bạch tiền bối thở dài, hạ xuống về mặt đất. Tống thư hàng, vừa rồi quá trình vỗ xuống tới rồi sao? Tô thị A thập lục, không có tới kịp đập. Ta vỗ, nhưng ta không cho các ngươi nhìn. Biệt tuyết tiên cơ nói, ta phải thật tốt cất kỹ một màn này. Tống Thư Hàng, Tống sư huynh, ta cũng vỗ. Thi hì hì cười nói. Tống Thư Hàng, thi làm xinh đẹp, một hồi truyền ta một phần, ta truyền đến trong quần đi. Hừm, tốt lắm. Thi nhu thuận nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu này lại hiểu chuyện vừa đáng yêu, sẽ còn nấu cơm cùng việc nhà, đi học cũng rất chân thành. Ngoại trừ yêu suốt đêm xem TV cùng ngẫu nhiên nằm y, không có cái khác mau bệnh. Hơn nữa nhìn TV cùng nằm y cũng là manh điểm nếu như ta tương lai sinh cái nữ nhi, nhất định phải đưa nàng bồi dưỡng thành thi đồng dạng đáng yêu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bạch tiền bối hạ xuống phía sau bắc phương đại đế lên tiếng nói, thiên kiếp kết thúc, tiểu thải ngươi chậm rãi thu hồi lực lượng của mình, kết thúc bí pháp. Qua chút thời gian chờ người bí pháp di chứng khôi phục phía sau nếm thử nữa một lần nữa độ kiếp đi. Lần tiếp theo, phải nhờ vào chính ngươi. Ta hiểu được, tạ ơn tiền bối. Tiểu thải nghiêm túc trả lời. Lần tiếp theo, Nàng tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Nàng thế nhưng là kim cương quân tử đao, bá tống huyền thánh thứ nhất đệ tử, nàng tuyệt đối không thể lại cho sư phụ mất mặt. Lúc này, Tống thư hàng đi vào tiểu thải bên người, thấy được nàng thất lạc vật bộ dáng, khẽ thở dài một cái, ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thải đầu. "Thật xin lỗi, sư phụ, ta cho ngươi mất thể diện." Tiểu thải nói khẽ. "Ngọa Thảo, ngươi không nói ta đều quên điểm này." Tống thư hàng đạo. "Tiểu thải" lần sau chú ý độ kiếp cũng không phải đùa giỡn sự tình mỗi một bước mỗi một điểm đều không dung phạm sai lầm ngươi lần này phạm sai lầm cấp quá thấp lần này có bắc phương tiền bối cùng bạch tiền bối ở một bên thay ngươi hộ pháp thất bại còn có người thay ngươi đánh tan thiên kiếp nhưng lần tiếp theo nếu là không ai thay ngươi hộ pháp làm sao bây giờ phải biết cũng không phải là mỗi lần độ kiếp đều có người có thể thay ngươi hộ pháp tống thư hàng nói khẽ tiểu thải vâng sư phụ lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ thuận lợi thông qua thiên kiếp tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ừm tống thư hàng ôn nhu nói thu hồi bí thuật đi cái này bí thuật tiếp tục thời gian càng dài đến lúc đó di chứng lại càng lớn nghiêm trọng cần trả ra đại giới rất lớn vâng sư phụ tiểu thải hít vào một hơi liền chuẩn bị thu hồi cái bí pháp này nhưng mà đúng vào lúc này trong hư không lại có mới kiếp vân bắt đầu ngưng tụ trong nháy mắt một chiếc hoàn toàn mới, thiên kiếp chiến hạm hiện thân vẫn như cũ là cái kia loại, vẫn như cũ là ba hàng hỏng pháo khóa chặt tiểu thải bắc phương đại đế cùng bạch tiền bối đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thiên kiếp không phải là bị phong ấn sao? bị phong ấn cùng bị đánh nát là giống nhau, đều là có người ngoài can thiệp cưỡng ép ngăn trở cái này một đợt thiên kiếp. theo lý thuyết, cứ như vậy, thiên kiếp hội tạm thời đình chỉ mới đúng vì cái gì cái thiên kiếp này lại lần nữa hiển hiện. Không đúng, cái thiên kiếp này có biến hóa. Ta nhớ được trước đó cái kia chiếc thiên kiếp chiến hạm là số 666, chiếc này là số 777. Biệt tuyết tiên cơ đạo. Chẳng lẽ tiểu tước yêu thiên kiếp còn chưa kết thúc, còn muốn tiếp tục độ kiếp? Bắc phương đại đế cao mày, có phải là hay không bởi vì thiên kiếp hiện đại hóa phía sau đánh tan thiên kiếp thủ đoạn không cách nào sử dụng? Vậy ta thử đem thiên kiếp đánh nát một lần thử một chút. Bạch tiền bối đảo, sứt lời, hắn vẫy tay, công đức chi thụ hiện hình với hắn sau lưng. Sau đó bạch tiền bối đưa tay tùy ý tại công đức chi thụ thượng một chiếc, một cái nhánh cây bị hắn gãy xuống tới. Bạch tiền bối đưa tay ở trên nhánh cây một gọt, đồng thời thật nhanh khắc họa lên tới. Trong nháy mắt, một thanh, duy nhất một lần phi kiếm thành hình, tống thư hàng, vọng thiên. Công đức chi thụ còn có thể như thế dùng. Sau một khắc chỉ thấy bạch tiền bối bấm một cái kiếm quyết, siêu, duy nhất một lần phi kiếm trùng thiên mà lên, chém về phía trên bầu trời số 777 chiến hạm. Oanh! Chiến hạm số 777 vừa vừa đăng tràng, liền bị chảm bạo. Nhưng mà, tự cùng trước đó đồng dạng. Sau một lát, trên bầu trời kiếp vân lần nữa ngưng tụ. Chiến hạm số 888 long trọng đăng tràng, lần nữa đem hỏng pháo nhắm ngay tiểu thải. Đây thật là cái tin tức xấu, Bạch tiền bối thở dài. Hiện đại hóa sau thiên kiếp, coi như bị đánh bảo, cũng sẽ không đình chỉ. Nói cách khác, trước kia tu chân giới loại kia tiền bối ở một bên hộ đạo, một khi độ kiếp xảy ra vấn đề, liền cưỡng ép đánh tan thiên kiếp, phương pháp, làm mất đi hiệu quả. Có thể tưởng tượng, tương lai trong một thời gian ngắn, tu chân giới độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu người số lượng, đem tăng vụt lên. Độ kiếp đem biến càng thêm nguy hiểm, càng thêm không có đường lui thư hàng tiểu hữu đem chuyện này phát đến trong quần nói cho trong quần đạo hữu gần nhất có muốn độ kiếp đệ tử ngàn vạn cẩn thận tốt nhất lại nhiều chuẩn bị một số thủ đoạn không có nắm chắc nhất định không cần thử đi độ kiếp bạch tiền bối đạo tống thư hàng ta lập tức phát trong quần trong hư không số 888 chiến hạm tiếp tục khóa chặt tiểu thải nếu không ta trực tiếp cưỡng ép nhúng tay tiểu thải thiên kiếp dạng này mặc dù thiên kiếp uy lực có thể tăng lên tới bát phẩm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, ta hẳn là có thể kháng hôm khác cướp. Bạch tiền bối xoa cầm nói, mặc dù thiên kiếp đạn hạt nhân soát có chút nhàm chán, nhưng lại soát một chuyến ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Không ổn, bạch đạo hữu nếu như nhúng tay, thiên kiếp uy lực sợ rằng sẽ trực tiếp thượng cửu phẩm. Bắc phương đại đế đạo, đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân đột nhiên động một cái, nàng đi vào tiểu thải sau lưng, đem tiểu thải bao quanh bao khỏa. Sau đó, nàng sử dụng một cái bí pháp, chương 1189, thế giới A thần phục tại dưới người của ta run dẩy đi. Phụ thân công đức hóa thân bí pháp, chính là trước đó cật qua thánh quân dùng để cách không dáng lâm pháp thuật. Tiểu thải trên người công đức chi lực, bởi vì trước mấy thời gian theo đông phương lục tiên tử bốn phía siêu độ, lại thêm hôm nay, nghi thức trận pháp, phúc lợi cộng bát phẩm cá voi thánh yến hiệu quả, đã thành công ngưng tụ thành hình. Phù hợp bị, phụ thân, cơ sở yêu cầu công đức xà mỹ nhân đem tiểu thải bao khỏa phía sau thi triển bí pháp dung nhập tiểu thải công đức chi quang bên trong. Bắc phương đại đế kêu lên, đợi chút nữa, thiên tử. Người không cần tham gia tước yêu thiên kiếp, người như tham gia, thiên kiếp uy lực trực tiếp sẽ tăng lên đến cửu phẩm trở lên. Nhưng công đức xà mỹ nhân cũng không có hồi phục, dung nhập tiểu thải công đức chi quang phía sau dưới chân bì bì cá voi lại phát sinh biến hóa, cá voi trên người mọc ra một đôi cánh. Trên bầu trời, số 888 thiên kiếp chiến hạm khóa chặt tiểu thải cùng công đức xà mỹ nhân, pháo quang đã tụ lực đến giai đoạn sau cùng. Công đức xà mỹ nhân cúi người, đem tiểu thải cùng nàng trên người hư ảo nhân hình y phục rực rỡ thiếu nữ toàn bộ ôm vào trong ngực. Sau một khắc, tiểu thải trên người tầng kia, thủ hộ đồng bạn, màn ánh sáng, đột nhiên sáng lên, điên cuồng khuếch trương ra. Màn sáng đem tống thư hàng, tô thị A thập lục cũng cuốn vào trong đó. Bạch tiền bối trong lòng hơi động, theo bản năng sử dụng, không gian lực lượng, lấp lẽ, trực tiếp nhảy vào đến giữa không chung. Giống như hắn còn có bác phương đại đế, cũng sử dụng không gian lực lượng, truyền tống đến giữa không chung. Bạch tiền bối cùng bắc phương đại đế liếc nhau một cái, cả hai ăn ý nhẹ gật đầu. Sau đó, bạch tiền bối tế ra lưu tinh kiếm, yên lặng khóa chặt cái kia số 888 thiên kiếp chiến hạm. Mà bắc phương đại đế thì khóa chặt phía dưới tiểu thải còn có tống thư hàng bọn người một khi thiên kiếp có cái gì dị biến bạch tôn giả liền lập tức xuất thủ chém vỡ thiên kiếp kéo dài hắn giáng lâm thời gian mà bắc phương đại đế thì phụ trách xuất thủ cứu người phía dưới bạch tiền bối chạy trốn tới bầu trời tống thư hàng nói không ổn a à, bạch tiền bối có tránh hung liền cát bản năng hắn chạy trốn tới giữa không trung đi là vì tránh né tiểu thải vừa rồi thả ra thủ hộ đồng bạn màn ánh sáng vậy chúng ta tiếp xuống tình cảnh là hung Tô thị A thập lục nhìn lấy chính mình trên người màn sáng, làm sao cái hung pháp? Đang khi nói chuyện thì đột nhiên phát ra nghi ngờ tiếng kêu a a. A, -a. Sau đó, thì hai chân không nhận chính nàng khống chế, chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó, hai cánh tay của nàng chậm rãi lại kiên định hướng đỉnh đầu nhấc đi. Một lát sau, bị màn sáng bao phủ thi, tiến vào ôm đầu ngồi xổm phòng, trạng thái thân bất do kỷ chậm rãi lay động. Thi run lẩy bẩy bản CPG. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục hai người cũng cảm giác được hai chân nhận áp lực, đầu gối không tự chủ được như nhũn ra, muốn ngồi xổm xuống đi. Bay đến giữa không trung đi, Tống Thư Hàng kêu lên, Bạch Tiền Bối cùng Bắc Phương Đại Đế chạy đến giữa không trung, tránh đi, thủ hộ màn sáng, cho nên giữa không trung có lẽ có thể thoát khỏi màn sáng. Tô Thị A thập lục nhanh chóng tế lên bảo đao, trùng thiên mà lên. Mà Tống Thư Hàng gắng gượng hư nhược hai chân đi vào thi, bên cạnh, đưa nàng nhấc lên. Sau một khắc, hắn tế lên bảo đao phách toái, mang theo thi cùng một chỗ phóng hướng thiên không. Biệt tuyết tiên cơ tại tống thư hàng kêu ra tiếng đồng thời, liền chân đạp hư không, nhanh chóng hướng phía bầu trời chạy đi. Tống thư hàng mấy người càng bay càng cao. Một mực bay đến bạch tiền bối phía sau người, tống thư hàng mới cảm giác mình trên người, thủ hộ màn sáng, hiệu quả tán đi. Nhưng là, bên cạnh hắn, thi, đã triệt để cùng tiểu thải, thủ hộ màn sáng, liên kết, coi như ở giữa không chung, nàng vẫn như cũ ở vào, ôm đầu ngồi xổm phòng, trạng thái, có tiết tấu run lẩy bẩy. Nói thật, cái trạng thái này thi, rất manh, để cho người ta rất muốn đem nàng mang về nhà đi nuôi. Biệt tuyết tiên cơ nhìn về phía tống thư hàng, hỏi, người công đức xà nữ đã làm gì? Nàng sử dụng một cái bí pháp, phụ thân đến tiểu thải trên thân. Nhưng ta cũng không biết nàng muốn làm gì, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Tống Sư Huynh, ta còn muốn run tới khi nào, thì nháy nháy mắt, hỏi. Tống Thư Hàng, có lẽ, phải đợi đến tiểu thải bí pháp kết thúc A. A, thì nhu thuận lên tiếng, sau đó tiếp tục yên lặng lay động. Uy, các người nhìn, tiểu thải trên người màn sáng còn tại mở rộng. Tô Thị A thập lục lên tiếng nói. Bạch tiền bối, hừm, một mực đang mở rộng từ cuốn lên các người phía sau mở rộng tốc độ liền không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh. Lấy tiểu thải lực lượng bản thân, coi như nàng sử xuất toàn bộ sức mạnh, thủ hộ đồng bạn vầng sáng cũng không có khả năng mở rộng đến loại trình độ này. Không cần phải nói, khẳng định là công đức xà mỹ nhân phụ thân ở trên người nàng phía sau tạo thành ảnh hưởng. Biệt tuyết tiên cơ, ta động phủ cách đó không xa có một cái chấn nhỏ, màn sáng nếu như mở rộng đến trên tiểu chấn, có thể hay không ảnh hưởng đến người bình thường. Bắc Phương Đại Đế nghe vậy, đưa tay kết pháp ấn, quát khẽ, hào hoa thiên trụ phong ấn pháp. Trong hư không, Hàn băng lực lượng ngưng kết. Tại tống thư hàng đám người trong mắt, có một ngàn cây dài trăm thước băng trụ từ không trung giáng xuống, rơi vào biệt tuyết tiên cơ phía ngoài động phủ, đem chọn cái động phủ không gian một mực phong ấn. Cứ như vậy, thủ hộ đồng bạn, màn ánh sáng bị ước thúc tại phong ấn trong trận cũng không cần lo lắng. Phong thiên, Bắc Phương Đại Đế lời nói còn chưa nói xong từ trên thân tiểu thải thả ra thủ hộ đồng bạn màn sáng trực tiếp xuyên thấu qua hắn hào hoa thiên trụ phòng ấn pháp xem phòng ấn tại không có gì nhanh chóng lan tràn ra màn sáng tốc độ tại đột phá phòng ấn pháp phía sau còn tăng tốc độ trong nháy mắt liền vào tới biệt viết tiên cơ nói tiểu trấn vị trí xông vào trong đó không tốt nơi đó là đường cái vị trí xe tới xe đi nếu như tài xế lái xe nhận thủ hộ màn sáng ảnh hưởng đột nhiên ôm đầu ngồi xổm phòng, sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tống thư hàng đảo, người bình thường xe cũng không phải đông phương lục tiên tử chiếc kia phòng đụng thần xa, vạn nhất phát sinh tai nạn xe cộ, sẽ chết người đấy. Ta đi xử lý, bạch tiền bối thân hình vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại cái kia trên đường lớn. Chỉ là không đợi bạch tiền bối xuất thủ, tầng kia thủ hộ màn sáng, đã xuyên thấu qua đường cái, cuốn vào tiểu trấn phạm vi. Lui tới trên xe, bọn tài xế cũng không có xuất hiện ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế bọn hắn chỉ là cảm giác thân thể đột nhiên ấm áp một trận dễ chịu thậm chí có một ít thời gian dài lái xe có chút mệt nhọc lái xe chỉ cảm thấy tinh thần chấn động mệt nhọc quét sạch sành xanh bạch tiền bối dừng lại một chút xem ra cũng không cần hắn xuất thủ màn sáng tiếp tục hướng phía tiểu trấn bay tới cuốn tới tiểu trấn một cái đại quảng trường nơi đó có một đám a di đang luyện tập quảng trường múa Nguyên bản tiểu trấn quảng trường múa đều là sáng sớm hoặc là trạng vạng tối thời điểm nhảy, bất quá chờ 11 lúc lễ quốc khánh, đám a di có cái quảng trường múa giải thi đấu, muốn tham gia. Cho nên, mọi người dành thời gian liền sẽ chạy tới luyện múa. Này lúc, âm nhạc vừa vặn tiến vào tăng vọt nhất thời khắc. Âm nhạc, con cá nhà con cá, người chậm rãi chậm rãi bơi nhà ta giống con con cá tại ngươi hồ sen, chỉ vì cùng ngươi chờ đợi cái kia sáng trong nguyệt quang giữa trưa, đám A Di luyện tập có thể vui sướng. Bên cạnh vây vây người cũng không ít. Đúng lúc này, thủ hộ màn sáng cuốn tới trên quảng trường. Nguyên bản đang theo âm nhạc phiên phiên khởi vũ đám A-di, đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó, chúng đám A-di một cái chỉnh tề trầm xuống, gọn gàng. Âm nhạc, bơi qua bốn mùa, hoa sen y nguyên hương chờ người uyển trong nước. Đám A-di chỉnh tề đem hai tay bỏ vào trên đầu, làm ra ôm đầu ngồi sổm phòng tư thế có đôi khi, liền xem như một cái rất sở tư thế, nhưng nếu như rất nhiều người cùng một chỗ làm, mà lại rất chỉnh tề tại làm, liền sẽ để người sinh ra một loại thật là đồ sộ ảo giác. Này lúc, chung quanh những cái kia không rõ chân tướng người xem cũng là dạng này. Trong mắt bọn hắn, theo âm nhạc, quảng trường múa đám a di chỉnh tề trầm xuống, lại chỉnh tề đưa tay phóng tới trên đầu. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là biên múa một đoạn. Tốt, đoạn này nhảy nhất chỉnh tề có ăn dưa quần chúng lớn tiếng khen hay đạo. Đám a di bản thân lại một mặt mộng bức. Âm nhạc, ta giống con con cá tại người hồ sen, chỉ vì cùng ngươi chờ đợi cái kia sáng trong nguyệt quang. Sau đó, đông đảo đám a di ôm đầu ngồi sổng phòng, theo âm nhạc bắt đầu có tiết tấu run lẩy bẩy. Hình tượng này, Mỹ tan nát cõi lòng. Người xem, âm nhạc, bơi qua bốn mùa, hoa sen y nguyên hương chờ người uyển trong nước. A di tẩy đường sắt, A không là đám a di tiếp tục có tiết tấu run lẩy bẩy. Trước đó trình tề ôm đầu ngồi sổm phòng, còn có thể hiểu thành vũ đạo động tác một bộ phận, nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Người xem, âm nhạc, chờ người uyển trong nước. Đám a di còn đang run, run rẩy không ngừng, hình tượng này nhưng có ma tính, nhìn một chút, khiến mọi người đều có loại bồi tiếp đám a di cùng một chỗ ngồi sổm phát run xúc động. Thậm chí hình tượng này, trong thời gian ngắn muốn quên đều khó có khả năng người xem tâm linh nhận lấy kịch lớn trùng kích, lưu lại khó mà khép lại bị thương. Thủ hộ màn sáng, vượt qua quảng trường múa quảng trường phía sau tiếp tục hướng tiểu trấn chỗ sâu dũng mãnh lao tới, để lại đầy mặt đất ôm đầu ngồi sổm phòng run lẩy bẩy manh manh đám a di Kỳ quái là, người xem bên trong cũng chỉ có ba bốn chúng chiêu, bồi tiếp đám a di ngồi sổm run lẩy bẩy. Mảnh này, thủ hộ màn sáng, tựa hồ sẽ còn sàng chọn hắn muốn người. Thủ hộ màn sáng tiếp tục đi tới. Tại khoảng cách quảng trường cách đó không xa, có một cái cỡ lớn hội quán. Tại trong ngày nghỉ, nhưng vẫn có một vài khổ ép người không có lúc nghỉ ngơi, được triệu hoán tới, nghe mấy vị đại nhân vật diễn thuyết. Mấy vị đại nhân vật thay phiên ra sân diễn thuyết, mỗi vị sau khi nói xong chỉ lưu ra 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Phía dưới nghe giảng đám người nghe là buồn ngủ, lại thêm đã giữa trưa, bụng cũng đói. Vừa mệt vừa đói, khổ ép đám người đã tiến vào địa ngục hình thức đúng lúc này thủ hộ màn sáng cuốn vào hội quán. Nguyên bản buồn ngủ đám người đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên tỉnh táo lại. Ngay sau đó bọn hắn phát hiện hội quán trên đài vị kia đang diễn thuyết đại nhân vật đột nhiên đứng lên. Có lẽ là ngồi lâu đột nhiên vừa đứng lên lúc đến vị đại nhân vật này đứng không vững đưa tay hướng về phía trước khẽ dựa cái này khẽ nghiêng liền đem trước người hắn cái bàn lật đổ ra. Sau đó vị đại nhân vật này thuận thế ngồi xổm xuống, hai tay chậm rãi ôm đến trên đầu, bày ra ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế. Người phía dưới nhóm. Tiếp đó, vị đại nhân vật này bắt đầu có tiết tấu lắc lư. Cái này tiết tấu có độc. Người phía dưới nhóm bên trong, không tự chủ được từ trên chỗ ngồi, chỉnh tề trầm xuống, ôm đầu, theo đại nhân vật cùng một chỗ lắc lư. Hiện trường, nhìn đơn giản tựa như là tà ác ma giáo nghi thức hiện trường. Trường 1190 mang tiểu hào thăng cấp. Cứ như vậy, thủ hộ màn sáng tập quyền toàn bộ tiểu trấn. Càng ngày càng nhiều người gia nhập, ôm đầu ngồi sổng phòng run lẩy bảy đại quân bên trong. Bạch tiền bối nổi giữa không chung, chú ý toàn bộ tiểu trấn, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Nhìn chằm chằm thiên kiếp nhiệm vụ, thì chuyển giao cho Bắc phương đại đế. Bất quá xong, từ đầu tới đuôi, thủ hộ màn sáng đều không có cho tiểu trấn tạo thành nguy hại. Những cái kia đang bận rộn, làm việc hoặc là đang nghỉ ngơi đám người đều không bị ảnh hưởng. Phàm là được chọn chúng tiến vào ôm đầu ngồi sổng phòng hình thức đám người đều là những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì hoặc là coi như tiến vào ngồi sổng phòng trạng thái cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng người. Trên tiểu trấn những cái kia tiến vào ôm đầu ngồi sổng phòng run lẩy bảy đám người bắt đầu bắt đầu giao lưu. Nha Lý Ca người cũng đang run a Tiểu Lưu a thật là đúng dịp người cũng đang run a đúng vậy a à, thật là khéo ta bên trên là người tân tẩu tử nàng cũng đang run lấy tương tự giao lưu tại trên tiểu trấn các nơi phát sinh nhân loại là loại rất kỳ quái sinh vật nếu như chỉ có tự mình một người đột nhiên không bị khống chế tiến vào cưỡng chế ôm đầu ngồi xổm phòng run lẩy bẩy trạng thái mọi người trong lòng nhất định sẽ rất khủng hoảng thậm chí có thể sẽ thét lên nhưng khi chung quanh có một mảng lớn người đều cũng giống như mình tiến vào ôm đầu phát run trạng thái lúc mọi người liền sẽ không hiểu thấu an tâm rất nhiều mặc dù trong lòng vẫn còn có chút khủng hoảng cùng nghi hoặc vẫn còn có thể bảo hộ lý trí thậm chí có người còn có tâm tình giao lưu xả đàn lại nói chúng ta muốn ngồi xổm run tới khi nào a à? quá lâu ta ta cảm giác thân thể sẽ không chịu đựng nổi ai biết được bất quá ta cảm giác đang run thời điểm toàn thân đều tràn đầy lực lượng phảng phất trẻ mấy tuổi ta cũng vậy ta cảm giác eo cũng không đau chân cũng không rút. Càng run càng mạnh hơn, ta cảm giác mình ho khan đều tốt. Nhưng là ta có chút muốn lên nhà vệ sinh. Đi nhà xí mang ta một cái, ta cũng muốn lên, làm sao bây giờ? Có thể hay không một bên run lấy, một bên hướng nhà vệ sinh xê dịch. Đang khi nói chuyện, có mấy vị ôm đầu ngồi sổng phòng đám người, bắt đầu xê dịch. Đầu tiên là tại run lẩy bẩy thời điểm, nho nhỏ xê dịch. Chờ thuần thục phía sau bắt đầu nho nhỏ nhảy cóc lấy di động. Chỉ cần duy trì ôm đầu ngồi xổm phòng, động tác này, run lẩy bẩy đừng có ngừng, di động không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là mỗi một lần nhảy cóc đều sẽ để mắc tiểu càng cường liệt. Mọi người không biết mình có thể hay không chống đến nhà vệ sinh. Trên tiểu trấn, tiến vào run lẩy bẩy người càng đến càng nhiều. Ngay từ đầu run lẩy bẩy đều là nhật, thủ hộ màn sáng ảnh hưởng đám người. Nhưng về sau, có rất nhiều người nhìn thấy các đồng bạn đều tiến vào run lẩy bẩy trạng thái mà bản thân không có tiến vào lúc, trong lòng có chút ngạnh ngạnh, phảng phất bản thân biến không thích sống chung đồng dạng. Tại là, có rất nhiều người cũng yên lặng theo đồng bạn của mình, ngồi xuống ôm đầu, đi theo tiết tấu đung đưa trái phải. Nói thật, động tác này bảo trì lâu, còn rất mệt. Mặt khác, một số không có tiến vào run lẩy bẩy trạng thái mọi người, thì móc ra điện thoại di động của mình, thật nhanh đem một màn này tuyên bố đến trên mạng. Càng ngày càng nhiều người đem một màn này khuếch tán mà địa phương thành thị trên diễn đàn, những này tiểu video, ảnh chụp đều bị tập hợp đến một cái thiệp bên trong, đưa đỉnh ra tinh. Đây là cái nào đó tiểu trấn tiết mục sao? Cái này tiểu trấn nhìn quen mắt, có dân mạng dò hỏi. Kỳ quái, nhiều người như vậy ngồi xổm phát run là có ý gì? Là có cái gì hoạt động? Có phải hay không ngồi xổm càng lâu có ban thưởng cái chủng loại kia? Ôm đầu ngồi xổm phòng động tác này, không phải thích hợp mỗi người. Ta đề nghị từ đáng yêu manh muội tử hoặc là đồng dạng đáng yêu thiếu niên tới làm động tác này, a di cùng các đại thúc, ra ra cùng nãi nãi cũng không cần tham gia náo nhiệt. Mà lại cái này tư thế rất mệt mỏi, ra ra nãi nãi nhóm bảo trọng thân thể A. Trên quảng trường hình ảnh có độc, ta hợp kim titan mắt chó đều muốn mù. Chờ đã, cái này trong hội quán hình ảnh, là tà ác giáo hiện trường sao? Khẩu hồ, cái này không phải cái gì tà ác ma giáo nghi thức rõ ràng là tảo hoàng càn quét tệ nạn hiện trường. Thế giới đã bị chúng ta chỗ chinh phục, run rẩy đi, phàm nhân, tại chúng ta dưới thân kêu thảm đi. Trên lầu, nói tiếng người A. Tạm dừng học tư thế, ta sợ ta kiêu ngạo. Cái tư thế này phối hợp quảng trường ngú âm nhạc dùng ăn, hiệu quả càng tốt. Mà tại tiểu trấn mọi người bị ôm đầu ngồi sổng phòng, tư thế chinh phục thời điểm, số 888 thiên kiếp chiến hạm đã đối tiểu thải liên tục khai hỏa. Bắc Phương Đại Đế một mực chú ý tiểu thải khi độ kiếp tất cả chi tiết. Như chỉ là tiểu thải bản thân, đương nhiên không cách nào làm cho Bắc Phương Đại Đế như thế tỉ mỉ quan tâm. Một đầu tiểu tước yêu, dù là cùng Tống Thư Hàng là quan hệ thầy trò, cũng không đáng đến Bắc Phương Đại Đế đầu nhập lớn như vậy tinh lực. Đừng nói là tiểu thải, liền xem như Tống Thư Hàng độ kiếp, cũng không đáng đến đại đế như thế đầu nhập. Đại đế sở dĩ hội cẩn thận quan tâm tiểu thải mỗi một phần chi tiết, chủ yếu cũng là bởi vì này lúc phụ trên người tiểu thải công đức xà mỹ nhân. Số 888 thiên kiếp chiến hạm mỗi một lần khai hỏa lúc, pháo quang rơi trên người tiểu thải, xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân thân thể, trực tiếp rơi vào tiểu thải ôm đầu ngồi sổm phòng bí pháp phía trên. Thiên kiếp uy lực cũng không có tăng cường, tựa hồ, tại thiên kiếp xem ra, công đức xà mỹ nhân cũng không có nhúng tay tiểu thải độ kiếp. Tiểu thải, ôm đầu ngồi sổm phòng, bí pháp, thuận lợi đỡ được mỗi một đợt hỏa lực tẩy lễ về sau dừng lại một chút một lát trong hư không thiên kiếp chiến hạm lần thứ hai khai hỏa lần này không chỉ có là bên cạnh ba hàng hỏng pháo còn có trên chiến hạm chủ pháo đồng dạng khóa chặt tiểu thải đồng bộ nã pháo hỏa lực lập loè tiểu thải bí pháp phòng ngự sinh ra hình người tiểu thải một cơn chấn động nhưng vẫn là ngoan cường đỡ được đợt thứ hai hỏa lực cùng lần trước đồng dạng công nước xà mỹ nhân vẫn như cũ giống như là người ngoài cuộc không nhận thiên kiếp ảnh hưởng kỳ quái tiên tử cũng đã tham gia tước yêu thiên kiếp mới đúng bắc phương đại đế nhíu mày nói lấy tiểu thải thực lực của bản thân tại phát động thủ hộ màn sáng phía sau căn bản gánh không được thiên kiếp chiến hạm hỏa lực đại đế có thể khẳng định tiên tử ở hậu phương bổ sung tiểu thải năng lượng cũng cường hóa ôm đầu ngồi sổm phòng bí pháp hiệu quả phòng ngự làm như vậy đã là trắng trợn nhúng tay tiểu thải thiên kiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên kiếp tựa hồ căn bản không có cảm ứng được điểm này, không có tăng cường thiên kiếp uy lực. Chẳng lẽ là tiên tử bắt được thiên kiếp cái nào đó lỗ thùng? Bắc phương đại đế thầm nghĩ trong lòng, năm đó thiên đạo có thiếu, biến dị sau hiện đại hóa thiên kiếp nói không chừng thật sự có lỗ thủng có thể chui. Đang lúc đại đế suy tư thời khắc, quấn quanh lấy tiểu thải tiên tử phát sinh biến hóa. Từ thủ hộ màn sáng, bao phủ chi địa, có một cỗ cùng loại, nguyện lực, năng lượng hướng công đức xả mỹ nhân tụ tập. Đây là, nguyện lực, hương hỏa con đường tu luyện, bắc phương đại đế cao mày. Hương hỏa con đường tu luyện, phổ thông người tu luyện cũng không nguyện ý đi đón sờ. Loại tu luyện này Pháp, ước thúc rất nhiều, mà lại nhiều nhất dừng bước tại bát phẩm cảnh giới, cả đời vô vọng kiếp tiên. Đây là thứ yếu, nhất làm cho người tu luyện không thể nào tiếp thu được chính là Hương hỏa con đường tu luyện đối, hương hỏa nguyện lực, nhu cầu rất lớn, nếu là hương hỏa nguyện lực không đủ, cảnh giới liền sẽ giảm nhiều. Tiên tử tại nếm thử hương hỏa chi đạo, vì cái gì? Bắc Phương Đại Đế không rõ, rõ ràng cật qua đạo nhân nói qua tại cái kia, công đức mạng lưới, bên trong ẩn giấu đi một đầu vô chủ con đường trường sinh. Tiên tử vì sao không thử nghiệm đầu kia con đường trường sinh, ngược lại muốn nghiên cứu loại này tu chân giả xem ra không có tiền đồ hương hỏa phương pháp tu luyện lúc này công nước xà mỹ nhân lại có hành động mới từ thủ hộ màn sáng bên trong ngưng tụ đến nguyện lực bị công nước xà mỹ nhân ngưng tụ thành một cái tiểu cầu cuối cùng nàng đem cái này tiểu cầu chụp về phía tiểu thải nói đúng ra là đập vào tiểu thải trên người một cái ấn ký phía trên đó là bá tống huyền thánh thánh ấn đóng dấu bắc phương đại đế lông mày càng nhân càng sâu hắn thực sự không thể nào hiểu được tiên tử hành động có ý nghĩa gì nhưng mà Lúc này, tiểu thải nhãn tình sáng lên. Nàng cảm thấy trên người, ấn ký, biến hóa. Ngay sau đó, nàng tại trực giác khu động dưới, sử dụng một cái, dị năng thiên phú, dùng qua nhau ra, quân tử kim liên hạt sen, phía sau mỗi cái dùng ăn người đều có thể thu hoạch được một cái dị năng thiên phú. Tiểu thải đã từng từ tống thư hàng trong tay từng chiếm được một cái hạt sen ra tuyển thủy, có thể kéo dài mạng sống trăm năm. Nàng lúc trước lĩnh ngộ dị năng thiên phú, là một loại gọi thánh thân năng lực nhưng loại năng lực này có chỗ lợi gì tiểu thải hoàn toàn cảm giác không ra nàng từng thử qua thôi động loại này thánh thân năng lực nhưng thân thể không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chỉ cảm thấy loại này thánh thân năng lực tại hướng bốn phía tìm kiếm cái gì nhưng không thu hoạch được gì mà bây giờ nàng thánh thân tìm thấy được tín hiệu lúc này tiểu thải dựa vào trực giác khởi động thánh thân trên bầu trời ngự đao mà đi tống thư hàng hơi chấn động một chút, hắn cảm giác mình ý thức tựa hồ phân liệt ra. Loại cảm giác này, phảng phất như là lúc trước hắn sử dụng, trinh sát con rối thế thân, đồng dạng. Một bộ phận ý thức chia ra đi, bám vào con rối thế thân phía trên. Này lúc, chú ý của hắn biết còn tại trong cơ thể mình, duy trì lấy ngựa đao mà đi tư thế. Một bộ phận khác ý thức, không ngừng rơi xuống, truyền lại cho tống thư hàng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Một lát sau, phần ý thức khôi phục thanh tịnh tống thư hàng cảm giác mình thân thể biến có chút cổ quái hắn tựa hồ duy trì ngồi xổm tư thế hai đầu cánh tay chính đặt ở trên đầu a à, tống thư hàng khống chế phần ý thức ngẩng đầu lên tiếp đó hắn thấy được vô cùng to lớn công đức xà mỹ nhân chính đem hắn bao quanh bảo hộ ốc đặc biệt tống thư hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn sau một khắc trên trăm phát hỏa lực rơi ở trên người hắn đem hắn nổ hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, lơ lửng ở trong hư không tống thư hàng chủ ý biết, thấy rõ ràng phía dưới tiểu thải xuyên thấu qua cánh ngẩng đầu hình ảnh. Cùng thiên kiếp chiến hạm đem lên trăm phát pháo đạn đánh phía tiểu thải hình ảnh. Ngọa thảo, tống thư hàng kêu lên. Hắn lập tức hiểu được, hắn chia ra đi cái kia bộ phận ý thức, đi vào tiểu thải trong cơ thể. Trước đó hắn còn tại đậu đen rau muống tiểu thải càng lúc càng giống hắn tiểu hào hiện tại tiểu thải liền thật sự biến thành của hắn tiểu hào. Mà hắn, sau đó phải thay thế tiểu thải tiếp nhận thiên kiếp. Là công đức xà mỹ nhân đang làm sự. Tống Thư Hàng trong lòng vô ý thức thầm nghĩ. Mặt khác, hắn cái này trạng thái, xem như đại hào mang tiểu hào thăng cấp sao. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 86